Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, chương trình thuyết giảng giáo lý hôm nay căn cứ điều luật tín ngưỡng tôn giáo từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ cho phép về việc giảng đạo, truyền đạo tại nơi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo. Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chương trình đạo sự của Ban trị sự Trung ương được sự thống nhất của chính quyền địa phương và Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên cho phép Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý theo nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để hiểu biết, tu hành đúng theo tôn chỉ giáo lý, giới luật và pháp luật nhà nước. Được sự chấp thuận của Ban trị sự Trung ương và sự phân công giáo lý viên Đoàn Thiện Hảo đảm trách thuyết giảng đề tài Bát Nhẫn. Đó là lý do buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay đề nghị hoan nghênh chung. Tiếp theo chương trình là đến phần
giới thiệu thành phần tham dự. Thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Thiện Hảo là giáo lý viên Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Hải là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo, cũng là trưởng ban tổ chức chương trình. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Trọng Tính là phó ban tổ chức chương trình, cũng là đại diện cho các mạnh thường quân. Tiếp theo chương trình là đến phần nghi thức tôn giáo khai mạc. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý quan khách và chư quý đồng đạo hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo. Và một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật. Kính thôi, kính lễ Đức Thầy. Kính thôi. Và thưa xong, mời quý vị an tọa tại chỗ để chuẩn bị vào chương trình thuyết giảng. Để tiếp theo chương trình đến phần đọc bài diễn văn khai mạc. Vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Hải là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo lên diễn đàn. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chánh quyền địa phương, kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến. Thưa quý vị, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ai ai cũng hiểu rằng trong Tam Bảo thì Pháp Bảo được liệt vào hàng thứ nhì sau Phật Bảo. Pháp có được phổ truyền thì đạo mới được tồn tại, con người mới hiểu biết được những điều thiện ác, nhân quả để trao sửa sát thân, hướng thiện cho tâm hồn. Thế nên việc truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là hết sức cần thiết, bởi lẽ nó vừa làm lợi cho con người và xã hội cả hai mặt đời đạo. Để thực hiện theo lời dạy của Đức Thầy, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng giới tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng, và phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo gãi khắp nơi nơi trong bá tánh. Được sự chấp thuận của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và sự cho phép của chánh quyền địa phương, hôm nay Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo hân hoan được tổ chức buổi lễ thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên Đoàn Thiện Hảo đảm trách. Ước mong nguồn suối pháp của Tổ Thầy sẽ thấm nhuần vào tâm hồn của chư quý đồng đạo, để mỗi người nhận ra bổn phận của mình phải làm gì trong kiếp sống và vững bước trên đường tu thân hành thiện, đi đến con đường giải thoát cho thân tâm. Kính chúc quý vị đại diện các cấp chánh quyền và quý quan khách dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Kính chúc quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Đến đây chúng tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần 607, chương trình theo dấu chân Thầy lần thứ 137 tại địa điểm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo. Xin trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn ông Phạm Văn Hải đã đọc xong bài diễn văn khai mạc. Và để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Giang là trị sự viên, cũng là thành viên của ban tổ chức, lên đọc bài lời khuyên bổn đạo. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo: khi đã có giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áp phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn lớn lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì,
ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá, và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng cái giàu sang phủ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc quyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò, và không nên sát sanh hại vật và cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen để nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về đó cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn, đang trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường cối kể dạng, mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phần vui lòng thơ, ta thứ được người, người thử ta. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn ông Trần Văn Giang đã đọc lại bài lời khuyên bổn đạo. Và để tiếp theo chương trình đến phần đọc một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy để bắt nhịp cầu giao cảm cho giáo lý viên, để chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Thu và ông Phạm Văn Thế đến để diễn ngâm lại một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhàn, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chôn ta bà tím lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cùng thay.
mau thất tình tu thân, kẻo trời đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, dình với lực nghe kinh trọng Phật, đền lâm chung quá lành đâu quên mất cõi Tây Phương, chữ Phật nghe đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu canh, rạng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thiền giác rước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hành cho bền, niềm ơn nghĩa tôn đền dứt nợ. Áo chiên báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ kiếp thần khâm, được tâm phát Bồ Đề vững chắc. Giữ đừng cho ma dương dằn dứt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thân thất tình giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm. Thập tam ma diệt bằng chi kiếm, dứt xong rồi vô sự thánh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn hai giọng đọc giảng viên. Và tiếp theo chương trình đến phần thuyết giảng giáo lý. Vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đoàn Thiện Hảo, là giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý Trung ương, lên đảm trách đề tài. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính đến quý cấp chính quyền địa phương, kính đến quý phái đoàn trong các tỉnh trở về đây, kính đến ban lý sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hảo, cũng là trưởng ban tổ chức của chương trình theo dấu chân thầy và sự anh đạo tịnh độ vãng sanh của cái khóa này. Kính đến quý ông bà cô bác và toàn cả anh chị em đồng đạo của chúng ta hiện kính mến. Thấm thoát thời gian cũng đến ngày 28, riêng tôi có cái duyên được trở về thăm ban trị sự, cũng là thăm chung ở vùng núi Cấm, và được dịp thăm đồng đạo của chúng ta, cơ hội vài tháng mới gặp lại.
Vậy đây chúng tôi xin đại diện Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương xin gửi đến toàn cả bà con chúng ta lời chào mừng kính cẩn và sự biết ơn sâu đậm nhất trong giờ này. Cái người tu ở trong thời kỳ Hạ Nguyên Mạt Pháp, mà nhất là tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tôi thấy sự phước báo nó hiện đến cho mình rõ ràng đó. Thật ra đi cũng có thần thông xe cộ đưa rước, lên trên này cơm nước đâu đó đầy đủ, chỗ ngủ cũng mát mẻ phải không? Tỉnh tọa niệm Phật để gieo duyên, cộng thêm tối còn nghe giảng đạo nữa, được sự ưu ái. Người ta kính bà con mình đó, theo truyền thống nhà Phật khi xưa cho biết đây là sự cúng dường. Cúng dường là gì? Chứ cúng là cung kính, chứ dường là dưỡng nuôi. Thật ra người ta dưỡng nuôi mình một ngày 2-3 bữa cơm mà ta cung kính, chứ không có ra vẻ này nọ đâu đó trách móc. Vậy là mặc dầu thấy trên tinh thần đồng đạo, nhưng mà cái đạo đã nâng cao bà con mình đó, ở vị trí cũng rất cao, ban tổ chức cúng dường mình. Bây giờ khởi đầu trong chương trình trao đổi đạo đức, bữa nay là xin nói là giới thiệu cái đề này là nho không chứ không phải là chuyện thường đâu. Mà nho của ai thì nó cũng hơi dễ chút, mà nho Đức Thầy đó, nho của ông Phật khó lắm. Nho thế gian rung đùi ngâm chuyện trên trời này nọ đâu đó, tình duyên cá nước vậy thời dỗ con học nho để đi bắt lỗi xu gia đám lễ này nọ. Còn nho Đức Thầy mang triết lý thẩm sâu về sự sống, thuật sự thế và đỉnh cao của tâm linh giải thoát. Bữa nay có được dịp mà để trao đổi nho, người nào mà có hiểu đôi chút hoặc giả là thật tình để nghe thì có thể thấm hiểu được, còn không hơi nữa chắc ngủ ngục quá. Thôi giờ xin phép bữa nay thuyết đề tài bán nhẫn. Là bán nhẫn thì bà con dở trong quyển sám giảng mới thấy trong đó có ghi, có những cuốn không có ghi. Nhưng mà theo sử liệu của hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương và sử liệu Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta thấy cái bài này nó có dính líu trong hệ thống giáo lý của Đức Thầy mình là Phật giáo Hòa Hảo. Cái bài này nó không phải là chính tay Đức Thầy viết, mà nó được lưu truyền. Cái thủ bút đầu tiên là của Phật Thầy Tây An trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Phật Thầy Tây An tên thật là Đoàn Minh Nguyên, ra đời năm 1851 đến năm 56, đó là ngày tịch. Ở cái mộ còn trên núi Sam đó, là phát xuất từ trong cái thủ bút của ngài để lại, mà do một vị đệ tử là ông Đạo Thắng, là một vị đại đệ tử có trách nhiệm là quét phòng cho Phật Thầy Tây An hồi ở trên nhà bàn đấy. Thật ra vậy thì ông mới thấy cái bài này, ông chép lại, bài này hay quá. Ông chép về để truyền cho con cháu sau này nương theo đó để học hiểu và hành theo. Trong đó có bán nhẫn, tức là 8 điều chịu đựng để chuyển hóa thành Phật Thánh Tiên. Phật Thầy Tây An còn bảo thêm là ngài mặc truyền cho một bài gọi là cái bài Đạt Đạo Ngao Du Châu Di diễn cận đó. Là nó có bộ xước cách cứu. Nghĩa là cái bài đó là nó ẩn ý rất sâu sắc, nói về hậu vận sau này. Thì Phật Thầy Tây An dặn cứ giữ lấy, sau này có ai viết lại bài này đúng thì đó do ngài chuyển trở lại. Thì ông Đạo Thắng mới truyền cho ông Nguyễn Phước Còn là ở bên Chợ Mới gần chợ Cà Mau đó. Ông Nguyễn Phước Còn cũng nương theo cái hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương cũng trị bệnh rồi cũng giảng đạo. Nhưng cái bài Đạt Đạo Ngao Du Châu Dư diễn cận đó, Đạt Đạo Hoàng Kha kế nghiệp truyền chưa ban hành thiện hiếu di tiên đó, thì ổng giữ kín không cho ai thấy. Sau này nếu ai viết lại đúng thì khi đó Phật Thầy Tây An chuyển lại. Cũng như Đức Thầy nói lời của người di tịch núi Sam chứ không phải bài Điều Quyển Hoặc. Với bài Bát Nhẫn ổng cũng giữ luôn để đó xem coi sau này là như thế nào. Thì khi đó Đức Thầy ở trên tổ đình Thường Hai còn trẻ tuổi, sinh ở bệnh hoạn. Mà ông chú Úc là chú quan sát Đức Thầy có quen thân với ông Bảy Còn. Bảy Còn đang trị bệnh theo cái truyền thống của Bốn Sơn Kỳ Hương, mới nói Đức ông chở Đức Thầy xuống để trị liệu, như ông Bảy trị không được. Bị cái bệnh Đức Thầy nói đây là cũng như ơn trên xúc ve, chứ không phải bệnh thường tình thế gian theo cái nhục thể của tứ đại.
Đến ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão vào giờ chiều, Đức Thầy mới chính thức mở ra cái mối đạo Phật giáo Hòa Hảo do sự công chứng của Đức Ông Đức Bà làm lễ cá hoàng thiên, xong khi đó mới thành lập một cái mế đạo mang cái tựa đề là Phật giáo Hòa Hảo theo chân truyền Đức Phật Thích Ca Ta Thừa Dương Sắc Lệnh Thế Tôn. Thì cái tiếng đồn đến ông Bảy Còn ở gần chợ Cà Mau nãy giờ nói ông không có tin. Thành ra có hai lần chư thần trong cơn mộng, tức là nằm ngủ chiêm bao, thấy chư thần bảo rằng Phật đã giáng thế, sao ông lên trên đó, sao ông lên trên Hòa Hảo để gặp ông Phật. Ông không tin. Lần thứ ba, buổi sáng ra sau giường, Quát Nhiên sau say sẩm mặt mày, ông vào trong nhà nằm trên bộ ngựa chính giữa. Thì khi đó vẫn còn minh mẫn thì chư thần quở, quở thần thứ ba sao ông lên để trình diện ông Phật. Thì khi đó ông sắp sửa một chuyến đi và ông lên đường đi lên trên tổ đình, lên nhà Đức Ông đó để xem coi sự việc. Thì ông là bạn của chú ông Út đó, là chú của phần xác Đức Thầy. Thì lên đó mới trao đổi nói chuyện, thì Đức Thầy bên tổ đình mới bước sang một cái con lộ nhỏ qua bên kia đó, phía trên đó. Mới nắm tay ông Bảy mới dẫn qua, mới mời ông Ba qua bên đây, rồi mời ông Bảy qua bên đây. Thì vừa đi Đức Thầy nói giữ hôn chư thần, kêu ông ba lần ông mới đi phải không. Thì ông Bảy Còn giật mình, ông nói ông đâu có nói với ai, sao cậu Tư này biết. Tôi qua bên kia thì Đức Thầy nói tôi tặng ông một bài. Đức Thầy mới viết cái bài Đạt Đạo Ngâu Du Vô Châu Di Diễn Cận đó. Để viết theo chữ Nho là nó cách cú có bộ xước. Bài đó không nhầm vào chỗ trao đổi ra, tôi chỉ nói thoáng qua vậy thôi. Khi đưa ông bài đó rồi thì ông Bảy ông giật mình liền. Ông nói sao tự nhiên cậu Tư Hòa Hảo này, ông thầm nói sao lại biết những cái mà mặt truyền ông giấu kín thế này. Đức Thầy nói còn thêm một bài nữa, Đức Thầy viết thêm bài nữa đưa ông. Khi đó ông thấy là những cái này là di tích của Phật Thầy Tây An để lại mà trao truyền ông nội ông tới giờ, sao có người lại biết. Mà biết thì nói là Đức Phật Thầy Tây An trở lại. Ông quỳ xuống ông lại, Đức Thầy mới đỡ lên. Đức Thầy mới nói ông Bảy cái xác tôi còn nhỏ quá, ông có lại lại Phật kìa. Mới dẫn ông Bảy lại lại Tam Bảo. Thì khi đó ông Bảy mới công nhận đây là Phật Thầy Tây An trở lại, mà Đức Thầy cho biết lời của người di tịch núi sông, núi Sam đó, chứ chẳng phải bài Điều Quyển Hoặc. Thành ra đó là một trong nhiều cái nhân chứng ở trong hệ thống sám giảng và thi văn của Đức Thầy. Thành ra đây chúng ta mới bàn bạc cái bài Bát Nhẫn mà trong sám giảng có ghi, có những cái cuốn có để, cuốn không. Thành ra vậy thì hồi nãy ông Sứ Ngôn Viên không có đọc phải không? Không có đọc chánh văn. Không biết đây tôi đọc có trúng hay không đó. Đi vòng vòng biết có rớt cái mớ không biết. Thôi giờ xin đọc là chữ nào tôi biết, tôi nói không biết thôi nha. Bị biết thưa thốt không biết vừa còn nghe. Còn khi xưa Khổng Tử nói thầy Tử Lộ thế này câu Nho đó. Ông nói tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri thì tri giả. Ủa bà biết câu đó nói gì không? Câu đó câu Nho của Khổng Tử nói với thầy Tử Lộ. Là ông nói cái gì ông biết thì ông nói rằng ông biết, cái gì không biết thì nói rằng không biết, ấy là biết vậy. Thật ra bữa nay tôi đem cái biết sở trường của tôi, sở đoản của tôi xin trình bày bà con nghe. Thì nó coi như tôi cũng đã biết trong cái mà mình có cái biết và không. Thì thôi giờ tôi xin đọc chánh văn. Còn nếu mà cũng biết được cái sử liệu của Bửu Sơn Kỳ Hương, bà con nào có lên núi Sam đó, ra phía sau đó lên 200 mét đọc lấy một cái gọi là bia ký đó, mà cái mộ Phật Thầy Tây An lạ lắm. Thay vì một vị hòa Phật, một vị có giá trị trong tôn giáo, một vị giáo chủ của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, khi tịch diệt thì người ta sẽ xây cái tháp nó thật cao để biểu tượng cho cái giá trị người đó thế gian. Nhưng không, Phật Thầy An bảo rằng thôi khỏa lấp vậy, để cho người thế người ta làm gì làm, đừng có tạo thành một cái chiếm hữu gì cho rộng lớn. Thành ra bà con lên thấy cái nơi đó không có đắm nắm, ở phía giữa trong lỏng vậy thôi, phía trước để cái bia ký mà người ta khắc ở trong cái tảng đá. Mà trong cái phiến đá đó, xin nói người biết chữ Nho đọc nha, còn không biết sao đọc được. Lên đó mình đọc thấy thế này rồi mình mới tri ra. Chứ nhiều khi trong sử liệu có người thì ta đặt ra đặt này nọ, thì trong đó ghi thế này nè. Vì hôm trước tôi có đi cái phái đoàn ngoại quốc về, có rước tôi đi lên đó tôi đọc cho người ta nghe.
rồi mới phân tách cái hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương mà ở trên cái phạm vi diện tích nhỏ của núi Sam ở phía ngoài đó, là cái bia ký ghi thế này nè: là nguyên sanh đinh mão niên thập ngoạt thập ngũ nhật ngọ thời chú sinh, tự lâm tế gia chư thiên phổ chánh khoái bát thế thượng pháp hạ tạng tánh đoàn pháp danh quý minh nguyên đạo hiểu vãng linh chi miễn tọa tịch ư bính thịnh niên bát ngoạt thập dị nhật ngọ thời thị tịch diệt. Bây giờ dịch ra chữ nôm của mình là nguyên sanh là cái chu kỳ của xuất hiện gì đó. Thật ra đây muốn nói cái chu kỳ Phật thầy đang ra đời, nguyên sanh đinh mão, ngài sinh vào cái năm đinh mão, đinh mão niên, năm đinh mão. Thì mình theo cái sử liệu người Tàu thành là lấy ký hiệu của bên Trung Quốc chứ không phải ký hiệu Phật lịch ở bên Ấn Độ. Nguyên sanh đinh mão niên thập ngoạt thập ngũ nhật, thập là 10, ngoạt là tháng, tháng 10. Thập ngũ nhật tức là ngày rằm ngày 15 tháng 10 sinh ra cái ông này nè, mà sinh về giờ ngọ. Nguyên sanh đinh mão niên thập ngoạt thập nhật ngọ thời chú sinh, thì sinh giờ ngọ. Ngọ thời chú sinh tự lâm tới gia, người này khi lớn lên đi tu thì trào vua Tự Đức khi xưa mới chuyển ngài vào trong khi thử thách nhiều lần ở trên An Giang đó, sau mới chuyển ngài vào trong dòng phái Lâm Tế, sát nhập vào trong chùa Tây An trên đó, Tây An núi Sam đó, của ông tổng đốc Doãn Lô Quẩn ông thành lập đó. Tự Lâm Tế gia là chư thiên phổ chánh phái bát thế thượng pháp hạ tạng tánh đoàn, ông này là họ Đoàn, cái hiệu ông là Minh Nguyên, Đoàn Minh Nguyên, Đoàn Minh Nguyên đạo hiệu Vãng Ly, Vãng Nguyễn Tọ, tịch ư Bính Thìn Niên, người này tịch năm Bính Thìn 1850-51. Rồi bát ngoạt thập nhân nhật, tức là người này mãn phần vào 50-57, vào giờ ngọ, ngày 12 tháng 8. Bát ngoạt thập nhân ngọ thời thị tịch diệt, cũng thị tịch, tức là người này nhập Niết Bàn, thị tịch là đi vào trong cõi hư vô đó của Phật pháp đó, vào giờ ngọ ngày 12 tháng 8, mà sử liệu có ghi đến ngày đó thì chẳng nứt người ta đi lễ, lễ viếng Phật thầy Tây An. Thì đó là nguồn gốc của Phật thầy Tây An lập ra hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương có 7 năm truyền giáo thôi. Thì hôm nay là chim ô đà dựa cầu ngăn, người xưa trở gót mấy lần ai hai, thì giờ chuyển trở lại. Bây giờ bài Bát Nhẫn, Đức Thầy viết cái bài Để Chân Đất Bắc. Trong phần đầu Đức Thầy viết có 4 bài thi nho, viết rồi xong rồi ngoài miền Bắc không ai hiểu trấn đổi. Đức Thầy mới thẩm định là 4 bài thi đã làm xong, văn nho bàn bạc nhiều ông lắc đầu. Nghĩ ra mới biết cơ cầu người chi thi phú công hầu cổ nhân. Cái triết lý về Phật giáo, cái triết lý về nhân sinh của đạo Khổng và đạo Lão ẩn tàng trong nho văn Đức Thầy, chứ không phải là viết nho theo kiểu cách của thế gian học hiểu rồi đem ra đố chữ nha, không phải là vậy. Thật ra vậy trong hệ thống sám giảng Đức Thầy, khi chúng ta đọc mà thấy nho đó là trong đó cao từ ẩn ngữ, trong đó nói về thiên cơ thời cuộc, những gì đó hậu dẫn trước sau để cho người pháp chánh quyền khi xưa họ không hiểu, mà những người tâm đạo hiểu thừa đến đâu. Còn phần còn lại thì Đức Thầy đã viết theo cái lối nho gọi là nôm. Chữ nôm, chữ nho bị văn hóa Việt Nam nó kết hợp lại thành 3 chân giạc. Một là chữ Hán, là đời Đông Hán, hay là chữ Tàu. Thật ra sau này ông bà mình chuyển lại gọi cho nó dễ hiểu, mang tính chất dân tộc tính, gọi là chữ nho. Chữ nho nó khó lắm, theo lối tượng hình. Viết lối tượng hình dễ quên và khó viết. Sau này ông bà của mình chế là chữ nôm. Chữ nôm thì cái từ ngữ nó nhẹ hơn. Rồi sau này là cái người Âu Tây đó, ông Harrod gì đó, ông qua ông dạy dân tộc Việt Nam của mình là chữ Latin dần ABC nó dễ hơn. Tại đó văn hóa Việt Nam là văn hóa 3 chân giạc, tức là một là chữ nho, là chữ Tàu, chữ Hán đó, hai là chữ nôm, ba là chữ Latin, thật ra dễ hiểu. Khi nói câu này không biết cái giải thích cái bên kia giải hơi người ta hiểu à. Còn học chữ nho rặt thì nói ai hiểu hiểu thôi, không có chữ nôm để giải nghĩa. Thật ra cái văn học Việt Nam nó phong phú lắm. Nói chỗ này chỗ kia, nói tới lu xu ngược sao người ta nghe được cái ý là tốt rồi.
Thành ra vì vậy mà hôm nay chúng ta có cơ hội bàn bạc, đây là nho rặt à. Nếu người nào biết chữ nho thì vẽ lên, có tấm bảng vẽ lên chữ nho, rồi tùy theo cái bộ của nó để chúng ta dẫn giải. Bây giờ thí dụ như nói hai chữ là bát nhẫn. Bát nhẫn là gì? Bát nhẫn tức là mình nói ở bát nhẫn là chữ nhẫn nhịn này nọ đâu đó, nói cho ta dễ hiểu, đừng tranh cãi hơn thua, chịu đựng này nọ đâu đó thì người ta nói vậy thôi. Nhưng mà nguyên chữ của nó khác. Thì chữ bát là gì? Chữ bát người ta vẽ là hai gạch. Hai gạch là chữ bát. Mà chữ bát theo toán học đó là 1, 2, 3, 4 tới 7, 8. Chữ 8 là bát. Chữ 7, số 7 là chữ, số 7 là chữ thất. Thành ra đó là toán học. Chữ bát là số 8. Nhưng mà chữ bát người ta áp dụng nơi khác. Thí dụ như bà con mình cúng là mình đứng hai cái gót mình khích lại phía trước rộng ra, thì theo ẩn ý người xưa bảo rằng người tu thì chúng ta ở sau gót là mình khắc kỹ. Kỹ là mình, chữ khắc là chúng ta hãy nghiêm nhặt lại mình. Còn phía trước là nó rộng hơn, là đối mọi người phải rộng rãi, thành đó gọi chữ bát. Ở sau chữ kỹ, phía trước chữ bát đó là rộng. Còn ở đây chữ bát nhẫn, đây chữ bát này là theo toán học của bên nho, chữ bát là số 8. Nhất nhị tam tứ rồi tứ lục rồi thất bát rồi đó. À, rồi chữ nhẫn là gì? Chữ nhẫn mình nói thường thường ta nói nhẫn là nhịn này nọ đó, là nói để cho nó hiểu cái ý thôi chứ nó không trúng chữ. À, bị nhịn nó là khác, chữ nhẫn là khác. Chữ nhẫn là gì? Người ta vẽ chữ nho đó, ở trên là cái bộ lão. Bộ lão là người già, là cha mẹ ông bà của mình là lão. Dưới này ta vẽ bộ tử. Bộ tử là đứa nhỏ. Thành ra vậy đứa nhỏ nó đội cha mẹ ông bà trên đó, vậy mới gọi là hiếu. Con mà cha mẹ dạy không nghe lời, nó muốn làm chủ là gia đình, nó hơn thua cha mẹ, là cái đó người ta thêm chữ bắc. Là chữ bắc là chẳng, chữ hiếu là lòng tôn kính không có, là đứa này là bất hiếu, không làm nên chuyện. Thành ra vậy thì ở đây đó, bát nhẫn tức là sự chịu đựng này nọ đâu đó theo chữ hiếu bên nhà Phật. Còn chữ nhẫn mà chúng ta vẽ đó là ở trên đó là cái bộ, là cái bộ đao. Ở đây tôi nói chữ hiếu rồi thì chữ hiếu riêng rồi. Ở trên là cái bộ đao. Bộ đao là khí cụ chém giết làm khổ hại người khác. Nhưng mà giờ chịu đựng phải làm sao? Dưới này ta vẽ bộ tâm, là đem cái lòng ra để chịu đựng mọi sự khổ đau người khác. Thí dụ người ta quýnh mình lấy tay quýnh lại, người ta chửi mình lấy miệng chửi lại. Cái đó không phải là nhẫn. Thật ra vị người xưa em bảo rằng nhẫn, ba chữ nhẫn. Trái chủ quan gia tùng thử tận, nhiêu nhiêu thiên tai dạng quả tất tề tiêu. Thật ra vậy khi ai làm trái nghịch quan ức lợi mình, thì ngôn ngữ của mình phải làm ơn dịu nhẹ lại ai chữ mắng ta giả điếc. Là đó nhịn cái miệng. Nhưng mà cái miệng mình nhịn xong rồi tay chân còn quơ múa, thọt đánh ta cũng không được. Thành ra thêm chữ nhẫn nữa là tay chân chúng ta phải thầm lặng xuống, phải chịu đựng để người kia họ hành hạ mình cũng được, bị lấy cả tâm hồn lại. Có nhẫn thứ ba là đem cả cái tâm ra để chịu đựng. Thành ra thánh nhân mới bảo là nhẫn. Thì trái chủ quan gia tùng thử tận. Thành ra ba cái nhẫn nó áp dụng đối với những người đem những cái gì mà nó tổn hại đến mình. Thật ra đó gọi là chữ nhẫn. Thì giờ nhẫn nó có nhiều loại nữa. Nhà Phật mới giải là sanh nhẫn. Sanh nhẫn là vì con người mình sinh ra có sanh lão bệnh tử, có bệnh hoạn, đói đau nóng lạnh này nọ, nó áp chế vì cái nghiệp con người nó nặng lắm. Thật ra vậy con người sinh ra phải sống theo thời nào cũng vậy. Nếu ở chỗ nực thì ráng nực, ở chỗ lạnh ráng lạnh. Người ta có của ta ăn no thì riêng họ, mình đói thì ăn rau cải này nọ, chịu đựng trong cảnh sống khó nghèo hay giàu có của riêng mình. Cái đó gọi là sanh nhẫn, sinh ra có cái nghiệp, mình an nhẫn trong cái nghiệp của mình. Thì đó người đó có sự nhẫn, chứ không phải thấy đằng kia. Bữa nay người ta ăn sum xê, mời mình tạo ra tiền của mua sắm ăn sum xê, người ta cắt nhà lớn, mình ráng cố gắng vay mượn tiền bạc để cắt. Vì cái nghiệp mình nó đâu có bằng ta. Ta đâu có chịu đựng trong cảnh sống của mình do nghiệp lực nó mới nó biến nên. Rồi cái đó là thuộc về trong bản thân của mình. Nó dù mình có mang bệnh nặng bệnh nhẹ nữa thì mình phải ráng chịu thôi, bị đó cái nghiệp nó biến ra sự bệnh hoạn nghèo khổ này nọ đâu đó. Rồi cái người ta tu cao lên là vô sanh pháp nhẫn, họ chịu đựng tất cả mọi sự việc thời tiết và khổ đau cơ thể,
họ chịu đựng được hết, họ lấy cái tâm gọi là tâm Phật, tâm Bồ Tát ra để áp dụng sống cõi đời này. Mọi người ta khổ đau chứ người này không khổ đau. Vì họ coi tất cả sự việc, nếu họ tu chưa tu chứng đến quả vị, họ thấy những sự việc này để nung nấu cho họ trở thành quả vị cao, họ chịu đựng được. Đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nghĩa là sống thế gian cũng là thường tình như mọi người, cơm ăn áo mặc này nọ đâu đó cuộc sống, nhưng mà nó khác hơn là khác cả tâm hồn. Ta ra Mạnh Tử mới bảo rằng trong thôn sớm có một ông làm nghề vót cung tên. Cung thì cái bật cho nó mạnh, đang bắn mũi tên đi xa, mũi tên phải cho nó nhọn, bắn cho chết người sinh vật. Thật ra họ tìm phương cách này nọ để tìm những sự việc giết người, giết thú vật. Còn kế bên đó có ông này, ông làm nghề thầy thuốc chế biến để trị bệnh cho con người. Thật ra khi hết bệnh, ông vui, ông bào chế nhiều loại thuốc này nọ. Mạnh Tử mới bảo vậy là tư tưởng hai người này như thế nào. Thật ra Mạnh Tử bảo rằng thôi giờ mình làm thầy thuốc đi. Đặng tư tưởng cứu vớt sanh linh này nọ, bào chế thuốc men cho nó có phước báo, chế ra mấy chi cho tội lỗi này nọ, giết chóc người ta. Thì con người sinh ra thì cái ông mà vót cung tên cũng như mình vậy thôi, rồi cái ông mà chế thuốc cũng giống như mình vậy thôi. Sao không làm giống như cha chế thuốc để sau này đi lên, mà là để bắn giết này nọ đâu đó, sau này phải mang cái quạ để trả một cái kiếp sống chết chóc hơn thua này nọ, chỉ nó khổ như vậy. Thật ra cũng làm con người, nhưng mình biết có chữ nhẫn rồi thì nó khỏe. Trong tâm nó đã hiển lộ được tánh Phật. Thế giới chiến tranh tàn khốc, trong đất nước loạn lạc, dân quê kiện cáo, anh em không hòa thuận, tu hành trầu sục cũng là thiếu sự nhẫn. Chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được rộng đàn dễ đi đó. Nếu mà nhẫn được thì nó khỏe. Thí dụ ngồi kế bên đây, lỡ ai quơ tay trúng mình, người không có nhẫn cái bắt đầu quýnh lại người ta, trách móc đủ thứ hết. Còn có sự nhẫn rồi mình lại thương người khác, mình nói tại người ta lỡ tay, người ta quơ trúng mình, dù có tổn hại thì thôi cũng ráng chịu, dù người ta có cố ý thì thôi nhịn ta này nọ, nó im ru. Còn đàn này mình đấu kháng lại thì coi như là chiến tranh tàn khốc trong phạm vi sống của mình. Thật ra vậy thì hôm nay chúng ta bàn bạc trong 8 điều nhẫn, xem coi mình có thực hành được chưa. Nếu chưa thì bước lên, còn có được rồi chúng ta hãy tập dượt cho nó thần quen hơn. Bây giờ đầu tiên cái câu đầu là nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, nhẫn giá kỳ tâm thận thủ tiên. Câu đó đọc cho nghe răng rãng phải không? Nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, chữ nhẫn tôi giải rồi. Còn chữ năng nó là gì? Chữ năng theo một cái, nó có hai lối giải ở bên Phật giáo và bên Nho giáo. Chữ năng đó là theo Nho giáo ta gọi là hiệu lực, tức là chữ nhẫn có hiệu lực. Thí dụ đi ra ngoài chợ, người ta chửi mình đó, mà mình lại chửi lại là không được. Mà mình không chửi mà cái miệng mình nó còn lẩm bẩm, tay chân ngựa múa không được. Mà đằng này Đức Thầy mới dạy chữ năng có hiệu lực, đó là ai chửi mắng người ta giả điếc. Thật ra người xung quanh ta nghe cái người đó nhẫn mà có hiệu lực đó, không có cự nữ, không đánh đập. Bà bạn hàng bà chửi với làm thinh. Bị người này đang thâm nhập chữ nhẫn qua câu giảng Đức Thầy, là ai chữ mắng ta giả điếc rồi đợi cho người dẫn ta khuyên đó. Nhẫn vậy mới hay, nó chỉ nhẫn cho thầy dạy đó. Còn nói theo đạo Phật đồ xưa ai nhẫn năng, đạo Phật thì giải đó là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Nam Mô Bổn Sư, thật ra vậy chữ Bổn Sư ta dịch ra là năng nhân. Năng nhân là gì? Là nói cái ông này là năng giả thiện quyền khúc tụ cơ nghi nhân giả hồng rân trí đức phổ triêm vạn lượng thị đại trí minh lý giả. Là muốn nói là cái ông Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật này, cái ông này ông có cái hiệu lực thể hiện lòng từ bi cứu độ chúng sinh, nghĩa là không mòn mỏi qua những lời thệ nguyện của ngài. Nếu còn một chúng sinh chịu khổ, ta khổ họ vậy mới gọi là chữ năng. Thật ra vậy thì giờ xin nói là nếu nói về đạo Phật là chữ nó đi vào trong cái giác tánh rộng lớn cứu độ chúng sinh mới gọi là nhẫn năng. Còn bên Nho giáo ta nói là hiệu lực, tức là mình nhẫn sao có hiệu lực, không đối kháng người khác. Thật ra nhà Phật mới ghi thêm hồi đó là có ông Hú Lâu Na, tới mùa nhập hạ, ông xin phép Đức Phật đi đến xứ Roma Khoan Răng Ta đó để ông nhập thất 3 tháng an cư. Đức Phật mới bảo xứ đó nó ác lắm, gặp thầy tu là nó chửi đánh đập đủ thứ đó. Ông đừng đi đến đó.
Thà Đông Khú Lô Na mới, Đức Phật mới nói người ta, ông đến đó người ta chửi ông rồi ông nghĩ sao? Ông nói người ta chửi con, người ta còn thương con, người ta chưa có đánh đập con. Rồi Đức Phật mới bảo người ta dùng gậy gộc đánh đập ông rồi ông nghĩ sao? Ông nói người ta còn thương con, người ta chưa có giết con. Đức Phật mới nói người ta dùng dao mát này nọ đâm con chết rồi vậy là sao? Ông nói đó là người ta là người ơn đã giải thoát cuộc đời khổ đau của con. Thì Đức Phật nói vậy là ông thành công đó. Vậy là ông đã có chuẩn bị một cái quan niệm sống, đã có sự nhẫn đâu đó ẩn tàng. Khi đó người ta đem ra mọi sự việc, ông đối kháng lại bằng một thuận chiều tốt đẹp, ông đã, đó là ông đắc được. Thì ông đã, gọi là Phú Lô Na, nhẫn là gì? Hồi xưa tôi đọc trong kinh thấy ông Xá Lợi Phất kiếp nào đó ông đi tu, rồi đi hành khất, rồi gặp người ngoại đạo đón đường mới nói thế này: tôi thấy ông là thầy tu mà có hai con mắt làm như dư, má tôi mù hai con. Thầy thuốc bảo rằng nếu có một con mắt là thầy tu thì ông sẽ chữa trị cho má tôi sáng mắt được. Thôi giờ xin ông cho tôi một con mắt đi. Xá Lợi Phất mới thấy mình tu mà tu gọi là tu nhẫn mà. Đó. Mà đằng này không cho sao được. Thành ra thấy vậy thôi, để tôi cho mẹ ông có con mắt để sáng, tôi còn con mắt đi đường xin ăn tu hành cũng được. Ông kia ông nói ông cho thì ông móc đi chứ tôi đâu biết đâu móc. Xá Lợi Phất mới dùng vật nhọn móc con mắt đưa ông, vậy cho nó êm chuyện, nhưng mà không êm chuyện. Cho cái ông chữ ông cầm lên, ông nói ông thầy tu mà tâm hô tâm hắc. Thầy thuốc bảo rằng con mắt khuyết phải trị mới được, ông mắt khuyết trái sao trị? Cho ông không hỏi này nọ, tôi đáng lý cái ông xin ông phải cảm ơn này nọ mà ông còn chữ ngược lại. Xá Lợi Phất cái lòng nhẫn nó đi sâu xuống quá, nó có hiệu lực. Ông nói vậy quên, nãy quên hỏi. Ông móc thêm con ông cho nữa, thì ông kia cầm hai con mắt của ông này mù. Thì ông cầm lên tưởng đâu cảm ơn ríu rít, đang ngờ ông nói thế này. Ông nói ông thầy thuốc nói con mắt mấy ông thầy tu thơm lắm, mắt cha này tanh chứ không có tu về chắc xài không được, thôi dục bỏ. Ông thảy xuống đất rồi ông chà dưới đất mạt sát hai con mắt sống của ông Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất tự nhiên là thấu thất đạo tâm liền, cái sự nhẫn nó đi sâu vào trong tận cùng. Mà lúc đó nó còn gợn sống, còn có chất bợn nó lên bị đè nó xuống, cũng như nước này nó còn có chất độc nhỏ này mình quậy quậy lên. Tự nhiên là cái lòng của ông bắt đầu nó ra rất đủ thứ, trời đế thích mới hiện ra, mới bảo thế này: đây là để thử coi sự nhẫn ông đến tận cùng có hiệu lực hay không, chứ không phải là cái chuyện ai quỷ bán hai mắt ông vậy, trời đế thích mới làm cho ông sáng lại. Thật ra đó là những thử thách đang dây con đó đó. Thật ra xung quanh mình xem coi đó, chưa tu vợ chồng thuận thảo mà tu cái nó nghịch đủ thứ đó. Con cháu cũng vậy, hàng xóm cũng vậy. Đây là nó thử những thử thách đang dây con đó, nó nản lòng công khó tiêu tan. Thử tận cùng sự thử, mà thử đến đâu thì quả vị càng đắt cao chừng đấy. Thật ra coi chừng ta thử dữ lắm nha. Thật ra vậy mới gọi là dặn nhẫn năng xử thế. Mình đem cái hiệu lực ra để đối đáp, bị xung quanh của mình, kế bên, ở phạm vi gia đình. Chính mình đây đôi khi mình nhẫn nên mình không được nữa. Mình biết chuyện nó phải, mình cũng không làm nữa. Còn đối trên thì cha mẹ ông bà anh em làng xóm này nọ đâu đó đủ thứ hết, phải có chữ năng là hiệu lực, thắt keo này gài keo khác, chứ không phải là mình ỷ lại mình chê trách người khác, mình tự thấy mình hổ thẹn làm không trọn. Thí dụ đi chuyến này về rồi bà con đôi khi cũng mắc cỡ, bữa đó vô tình nói một câu nào đó nó không vừa lòng vừa tai của cái đồng đạo mình về cũng buồn. Còn cử chỉ tới lui này nọ hoặc giả người ta nghe đạo mình giờ chui vô mụn ngủ dịu mắc cỡ lắm chứ. Thật ra nhiều sự việc mình có nghĩa là răng chắc mình chưa bằng lòng cho mình đó. Thật ra vậy nhẫn năng xử thế mới thị nhân hiền. Giữ thế mình trọn vẹn đem hết lòng để phục vụ bà con, mình đem hết cái bản năng trong sạch mình để ứng xử thì vậy đó. Nhưng rồi Đức Thầy mới dạy thêm là mới đó thị nhân hiền, chứ thị là chánh danh, chữ nhân là người, chứ hiền là đó là trội hơn mọi người. Bị thế gian người ta chỉ khôn hay là chỉ ngu thôi, chứ không có chữ hiền, chữ biết. Mà mình có chữ hiền là người này có học thức, có đạo lực mới gọi người hiền. Mà Đức Thầy nói là người hiền khó kiếm trong đời. Hay là hoặc giả Đức Thầy nói cư trần bất nhiễm là người thánh lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Chứ đâu phải chữ hiền, mà hiền phải hiền thông minh, người hiền tâm trí thông minh.
Còn mà người hiền mà ngu như ngựa cái mù, con ngựa cái mà còn mù nữa đâu đi thấy đường đâu. Thà nó phải sáng suốt này nọ đâu đó ứng xử tốt. Khi xưa trong sách sử của bên Nho giáo đó, 72 ông hiền mà duy chỉ có thầy Nhan Hồi đó là được Khổng Tử khen đó. Nhan Hồi đi truyền bá cái đạo thánh hiền, không ăn cơm của thiên hạ, không uống nước thiên hạ, không nhờ nhỏ thiên hạ, đi đâu mang bầu nước, một đai cơm theo để ăn vậy thôi. Thật ra trong 29 tuổi là tóc bạc, 31 tuổi là chết. Đời hạng quân hay chết tuổi sanh như thở trước, Nhan Hồi còn trẻ thầy nói đó. Chết rồi Khổng Tử ông than, Khổng Tử nói như ta đứt một cánh tay trái vậy đó. Thiếu một người trong sạch để truyền bá đạo thánh hiền của ta. Thật ra ông than, trong đó có bài thơ thế này, tôi đọc để coi phải không. Ông nói là hiền tai hầu giả, nhất đang tự nhất biểu ẩm, tại lậu hạng nhân bất kham kỳ ưu, hiền giả bất cải kỳ lạc. Hiền tai hầu giả, ở câu đó nói gì không hả? Không biết hả? Không lẽ tôi đọc lên không biết luôn. Hiền tai hồi giả là dịch ra chữ nơ mình là hiền thai cho trò hồi. Hiền thai giả nhất đang tự nhất biểu ẩm là một bầu nước, một đai cơm cam lòng nhận chịu. Người ta không làm được cho trò hồi, mà trò hồi không đành lòng đổ ra cảnh khác, hiền thai cho trò hồi vậy. Thí dụ như tôi đi giảng đây cũng phải ăn bữa cơm ban tổ chức, đôi khi cũng phải trưng dụng đôi chút về nhiên liệu ban tổ chức. Đôi khi Tết ta cũng cho vài tấm vải mai bồn đồ mặc. Thật ra vậy thì đi toàn là mình nói đạo mà cái sự nuôi nắng của bà con. Còn thầy Nhan Hồi không có đem theo bầu nước. Hôm nọ ông đi ngang cái suối thấy ông kia lấy hai cái tay mới dốc nước uống. Ông nói vậy cha mẹ sinh ra sắm cái gáo rồi mang theo gáo làm chi vậy? Ông dục. Rồi đó ông đi thấy đứa nhỏ nó ngủ mà nó tréo cái tay ngủ sao ngon quá. Ông nói vậy là cha mẹ sinh ra có sắm cái gối rồi, cần chi mang gối theo, ông dục hết. Ông giảng tiện trong cái sự giảng tiện của ông. Thật ra mới được Khổng Tử khen vậy đó, nhẫn năng xử thế thị nhân hiền. Thị là chánh danh, làm đúng vậy mới gọi là người hiền. Mà Đức Thầy thẩm định là người hiền khó kiếm trên đời. Rồi Thầy mới đưa ra cái giá là cư trần bất nhiễm là người thánh. Lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Ở ra đến câu thứ nhì là nhẫn giá kỳ tâm thận thủ tiên. Vì chỉ nhẫn mà con biết rồi phải chịu đựng phải không? À, đem cái thân khẩu ý ra chịu đựng mọi sự việc nghịch cảnh đưa đến cho mình thì nhẫn giá. Chữ giá là giới đó. Tức là trong đạo Phật hay là trong tổ chức nào thế gian cũng phải có cái luật. Nếu mình không có cái luật rồi xin nói nó vi phạm vào trong tổ chức đó. Thí chủ chạy xe không có cái luật đó. Thí dụ tôi ở Việt Nam tôi chạy xe, tôi chạy phía bên tay phải là cái tay chánh, giao thông đúng. Nhưng mà tôi qua Thái Lan tôi chạy hay nó trật lắc bệnh, nó chạy tay trái không, như qua Ấn Độ cũng vậy, qua nước Anh cũng vậy, nó đi nghịch lại. Mà khi mà người ta đưa ra cái luật đó phải làm cho đúng. Mình nói tôi Việt Nam tôi chạy xe với bên tay mặt tôi chạy, qua này tôi chạy vậy chạy mới ló ra chút là phải đụng người ta rồi, bên kia người ta đi nghịch. Thật ra vậy đi vào trong tôn giáo, tôn giáo nào cũng có sự giữ gìn để cho nhân sự trong tôn giáo đó, tín đồ trong tôn giáo đi đỉnh cao của một cái giáo lý đó. Thật ra vậy hôm nay chúng ta tu theo đạo Phật để thành Phật thì đạo Phật cũng đưa ra cái giới. Cái giới nó nặng hơn là các đạo khác. Thật ra vậy mình tu theo Phật giáo Hòa Hảo thì mình sẽ có 8 giới. Và 8 giới Đức Thầy sẽ đưa ra 1000 giới bao trùm và được trọn lành trọn sáng về để cảnh giới Tây Phương học đạo, rồi trở thành Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Còn tu theo tiểu thừa người ta đắc quả La Hán thôi, chứ người ta không có lên cái Bồ Tát. Người ta cho đó là khởi đầu Đức Phật, là không có nói gì thành Phật. Thật ra bên kia người ta ăn mặn được, ăn ngủ tam tịnh dục được. Bên đây mình nếu có ăn thì không được. Phật giáo Hòa Hảo mà nói ta hỏi mình, ta không nói cái chuyện mà tu lâu mau, ta hỏi chứ ăn chay bao lâu rồi. Nói giờ tôi ăn chay kỳ thì ta nghĩ sao mà không ăn chay trường, ta hỏi mình vậy. Ta lấy chay trường ta điểm đạo mình. Rồi ăn chay trường mấy năm tôi nói, mình nói ăn mới có 2-3 năm, ta nói sao ăn trễ như vậy. Tại đó mình nói ăn cả 10 năm mấy chục năm, ta nói ồ tu giỏi quá. Ta hỏi vậy chứ ăn ngọ chứ nó chưa. Thì vậy nó còn tu yếu đó. Thật ra ông nào ăn ngọ nó tu mới cao. Thật ra vị giới, xin nói giới là cái hình thức Đức Phật khi xưa chế ra. Người nào còn ở tại gia chưa có một cái đạo lực nào cao thì phải thọ 5 giới: bất sắc sanh, đạo tạc, tà dâm, vọng ngữ, ẩm tửu. Rồi tu khá nữa là bát quan trai giới, khá nữa làm tỳ kheo, ở làm sa di vào chùa giữ 10 giới, khá nữa là
250 giới, bên giới nữ là 348 giới. Giỏi hơn nữa, thọ Bồ Tát giới là 58 giới. Thà ra bên đạo Phật là ta lấy cái giới, ta thẩm định được giá trị người tu. Còn Phật giáo Hòa Hảo của mình, Đức Thầy đưa ra để trắc nghiệm coi ai làm đến cỡ nào nó tự do hơn là 8 giới. Mà 8 giới Đức Thầy nói nếu như ai giữ được trọn lành trọn sáng về nó cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn để trở lại cứu giới chúng sanh. Thành ra cái giới Phật giáo Hòa Hảo do sự tự nguyện chứ không phải ép chế. Tự nguyện là ai coi sám giảng xong rồi tự nguyện mình giữ giới cỡ nào đó mình hành xử thôi, chứ không giáo hội không có người nào có chức năng bắt buộc mình. Nếu mình không có giữ giới được thì mình coi như là mình tự, nghĩa là mình xả giới, mình trả lại cái gì cho giáo hội người ta, chứ không có tự ý mình phạm giới để cho mình là người trong đạo. Thành ra vì vậy thì đây Đức Thầy nói là nhẫn giới là phải chịu đựng, mà nhẫn giới trì tâm thận thủ tiên. Thật ra phải nhẫn năng xử thế thì như nhẫn giới kỳ tâm. Chứ kỳ mà con biết gì không? Chứ kỳ đây không phải nói địa phận, thí dụ Việt Nam mình có địa phận Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Nhưng chữ kỳ ở đây đó, chỗ khác về trong sám giảng Đức Thầy nó kỳ giả thức tâm tầm đạo lý nó khác. Còn chữ kỳ này là hiểu là khắc ghi. Nhẫn giới kỳ tức là khắc, nhẫn giới kỳ tâm là khắc ghi trong lòng của mình. Đây là giới này không ai bắt buộc, không ai tự ý bảo mình không, trong đạo không giữ giới luật. Thà ra vậy thì đó là do khi mình đọc xong cuốn sám giảng, tự mình trình lên cha mẹ, trình lên cửu quyền thất tổ, rồi ngày tháng theo đạo này giữ 8 giới. Còn tới chừng nào mình giữ không được thì coi như mình người ngoại đạo chứ không phải người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Là tín đồ mình còn uống rượu, mình còn này nọ đâu đó, theo vi phạm trong giới cấm đâu phải tín đồ. Thật ra Đức Thầy mới nói là nhẫn giới kỳ tâm là giới này nó phải khắc ghi trong tâm. Thận là bổn phận của mình, thủ là giữ, tiên là trước. Là đầu tiên nhất người muốn vào đạo thì phải nhờ hai anh em, phải nhờ hai đồng đạo cũ, rồi hướng dẫn mình lại ban đi sự. Trưởng ban cũng đọc lên thể lệ cuốn sách nhỏ quyển 6 mình nghe nó ưng chịu, rồi mình thỉnh đem về rồi trình lên cửu quyền thất tổ. Nếu cha mẹ còn sống rồi trình cha mẹ. Ngày tháng mình theo đạo, mình giữ không được, mình giữ không được thì đó mình thôi không theo đạo, để tránh cái cảnh phiền hà, mình đừng có dối trá. Thật ra vậy thì hồi xưa có ông Thanh tiến sĩ, cái thời nào tôi đọc trong sử liệu Phật giáo đó, ông đã giữ giới ăn chay, ông tu. Thật ra ông vua ông thấy ủa sao hay quá, ông mới ra lệnh nếu ai làm đúng theo ông đó thì trả lương, khỏi cần phải lao động làm ăn này nọ, ta ủng ủng làm đơn để xin lên để theo cái hạnh của ông Thanh tiến sĩ. Vua thấy mấy người này là làm giả trá để hưởng lấy cái bổng lộc chứ không phải thật tình tu, không phải người giữ giới tốt. Vua mới ra cái lệnh ngược lại, nếu ai mà khóa giới bôi trai không lo tu hành nữa thì vua sẽ cắt lương, còn ai mà cứ mãi giữ hoài vậy đem ra chém đầu. Tất cả mọi người tu giả họ đều quay trở lại làm đơn ngược trở lại là thấu thắt không chịu tu. Còn ông Thanh tiến sĩ này cứ mãi tu hoài ăn chay niệm Phật, cho cái những cái mật thám theo dõi bắt ông về kinh thành, kêu ông là phải khóa giới bôi trai, không đem ra pháp trường chép. Khi đem ra pháp trường, mấy người mà đau thủ phủ hỏi, vua biểu hỏi giờ sao bỏ ăn chay, bỏ giữ giới, bỏ tu hành này nọ để cho sống. Thì ông nói câu thế này, ông nói thân tứ đại xá chi xét ra điều chẳng có, đem mà chịu giết đi khác nào như chém gió. Mấy ông có chém tôi là chém thân tứ đại, chứ tâm Phật tôi sao mấy ông chém được. Thì thôi giờ mấy ông chém đi thì cũng như chém cái gió hư không chứ đâu giết tôi được. Nguyện giữ giới cho đến mức độ thành đạo luôn. Khi đó mật thám về trình vua, vua mới thả ông ra, nói đây là bậc chân tu mới gọi là trì dẫn giới trì tâm. Còn mình còn khỏe mạnh ăn chay trường nọ, khi mà có xảy ra bệnh hoạn đi xuống nhà thương bác sĩ nói tôi, bà ơi bà đừng ăn chay, bà ăn chay nó thiếu máu, tôi trị không được, thôi giờ trở đũa rồi bà ơi. Nói cái khóc mùi luôn, kêu con cháu bác sĩ biểu tao trở mặn nó mới cứu, thôi mấy bay coi làm cá thịt nấu súp được cho tao ăn. Ra tao sống lại rồi sau này tu tiếp. Thì coi như vậy đâu phải trì tâm, đó là do xu hướng cuộc đời này thôi. Cũng hồi xưa đi núi này nọ phát nguyện, tôi phát nguyện không biết bao nhiêu trăm ngàn người ăn chay niệm Phật hồi xưa đó.
đi hoài tháng đi ba lần trên núi, thành ra vậy sau này có nhiều ông đó phát nguyện thì nghĩa là nô nức phát chung về nhà có ngã mênh mông thiên địa luôn, bị nó buồn tu không có vui, sợ nhiều kẻ dạ buồn đổ chí, người ta mới làm bài thơ người ta trêu chọc tới đấy. Trong đạo có một khách ăn chay sốt ruột nên chi phải thở dài, sốt ruột nên chi phải thở dài, rình đến đêm khuya chờ Phật ngủ, xé khô ta nướng miệng vừa nhai. Phật ở trên cao, Phật mỉm cười rằng con sao khéo tệ hơn người, ráng ăn mỗi tháng 30 bữa lề lối tu hành chớ dễ ngươi. Ông này nó than rằng sốt ruột lắm Phật ơi, nhịn cá mấy năm khổ lắm rồi, con ngỡ ban đêm là Phật ngủ lén ăn một miếng mới vừa thôi. Chuyện đã lỡ lầm xin Phật xót thương, từ nay con chẳng dám xem thường, cúi đầu xin Phật giùm che chở, có đói từ ràng nguyện bóc tương. Nó nghĩa là ăn chay vậy đó. Xuống bác sĩ nói thôi giờ ông trị cái thân tôi đi, còn cái tâm tôi, nó có, cái tâm tôi là giữ vững theo đạo, ông trị hết hay là không chuyện đó nó thôi vậy về, chứ đừng biểu ăn chở trai chở mặn mất công lắm. Thí dụ mình ăn chay xuống bác sĩ kêu trở mặn trị mới hết, còn mấy người ăn mặn xuống bác sĩ có kêu trở đũa ăn chay nó mới hết đâu. Mà xuống bệnh viện thấy ăn chay có mấy người đâu, còn ăn mặn lạ đã minh mông hết này cũng bệnh đủ thứ, đó là cơ thể vậy thôi. Mà mình trở đũa một cái rồi xin phép là nó khó lòng lắm. Hồi xưa có ông này, ông tu miên mật, tu giỏi lắm, ăn chay trường 40 năm đó. Khi ông lâm bệnh rồi ông nằm mê man, rồi người ta mới mách Phật tử, nếu muốn thầy sống thì phải nấu súp gà cho ông ăn. Ông uống, ta đã đổ súp gà rồi cộng thêm trị liệu, sau đó ông tỉnh được. Ông nghe có mùi tanh, thấy chén đũa này nọ, ông hỏi cái gì vậy? Phật tử mới lập công, mới nói dạ. Ta nói nấu súp gà cho thầy ăn, thầy hết bệnh. Tụi con nấu súp gà đổ cho thầy nuốt. Ông quốc hận lên, ông chết. Ông quốc hận lên, ông điên luôn, ông chết luôn đó. Ông chết rồi, ông thành con ma trong chùa đó. Đó là mỗi lần đêm, nửa đêm cái ông hiện ra, ông đọc mấy câu thơ, nói là lâm ngọa bệnh tại sàn, nhất ẩm dạ kê thang. Dịch ra tiếng Việt Nam của mình là liệt giường bệnh hành ta, nó uống phải súp gà. Ông quan ức là 40 năm ăn chay, mà tại sao nó lại nấu súp gà nó đổ. Thà ra ông thành ma, ông quốc hận lên. Đôi khi cha mẹ mình này nội ăn chay, mình lỡ cho trở đũa, cái lỡ chết, cái thành ma đó, nó quốc hận. Hôm nọ có một vị chân tu đi ngang sớm đó, ông mới nương tựa vào trong cái chùa quan, thì người ta nói chùa đó có ma. Tối nó than thở đủ thứ, ông mới hỏi thì nói à, đệ tử cho uống súp gà, ông quốc hận ông chết. Thật ra ông thầy tu này xin ở lại, ông ngồi thiền, ông niệm Phật cho tới khuya thì có hồn ma nó hiện lên, nó đọc mấy câu đó, nó vừa khóc nó vừa đọc. Lâm ngọa bệnh tại sàn, nhất ẩm dạ kê thang. Thì ông thiền sư này ông bứng lên, ông nói tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương. Tam nghiệp là thân khẩu ý của ông, nó thanh tịnh đi, đừng có giận hờn. Cái đó là do người ta tác động đến, đâu phải ông ham muốn này nọ mà ông phải quốc ức mà sanh ra ma. Ông mới thấm hiểu được là do Phật tử nó ép chế trong lúc ông hôn mê, chứ đâu phải là ông ham đắm trong đề thịt béo cá tươi. Ông phát duyên, ông cười lên, tâm thanh tịnh rồi mất luôn, từ đó sao không có con ma nữa. Thật ra vậy, đôi khi người lớn tuổi, con cháu này nọ đâu đó nó làm cho mình phá giới là tại nó mang tội, nguy hiểm nó lắm. Chứ đâu phải húp miếng súp gà, ăn miếng cháo gà, cháo vịt bị đỏ. Vì lòng mình đâu có muốn đâu lừng lẫy trong vấn đề là sinh mạng chúng sanh. Thật ra vậy Đức Thầy mới nói là nhẫn giới kỳ tâm. Vào cái lập trường của mình, nếu trong nghịch cảnh con cháu nó không thuận tình ủng hộ để tu hành của mình phải dặn trước. Nghĩa là khi má ba này nọ, ông bà lỡ có bệnh hoạn mấy bay cũng phải giữ trai giới tinh nghiêm cho tao. Tôi kỳ đó vô quỷ lão trong nhà thương, thấy bà lão đang để tô cháo cá trước mặt. Tôi lo cho giúp đỡ bà con xung quanh, quay qua nói đạo, thấy bà ngồi buồn, bà đó bảy mấy tuổi. Hỏi sao bà buồn dữ, bà hai mới nói tàn ơi tôi ăn chay 5-10 năm nay rồi, giờ con cháu tôi nó nghe bác sĩ bảo rằng phải cho ăn cháo cá, cháo gà nó mới khỏe, nó đem mới mua về, tôi để đây gặp cậu đang nói chuyện đấy. Tôi giảng cho nghe một thời, con cháu nó nhóng lỗ tai nó nghe, cuối cùng đem tô cháo bỏ chỗ khác, rồi mấy đứa cháu nó thề nguyện là tự rài nuôi cho bà nậu, bà hoài má tôi cho đến chết ăn chay luôn. À, đứa không có tôi, bà ngã mặn rồi, tôi mới hỏi thăm này nọ, thì bà ăn chay cho đến ngày cuối, bà sống thêm mình cả chục năm, mười mấy năm nữa. Thì đó là may mắn vậy thôi, nếu tôi không lợi thì bà
ăn cái tô cháo cá rồi rồi thì đôi khi quỷ ma nó giục, cái sau này bà ăn còn dữ hơn nữa thì đó bà đi xuống rồi đó, nguy hiểm. Thà ra nhẫn giá kỳ tâm thận thú tiên, nhẫn giả hương lăng huệ ý, nên câu thứ ba hả? Chà, tám câu dài dữ vậy ta. Nhẫn giả hương lăng, chỉ nhẫn, nhẫn mình biết chỉ giả là vậy, hương lăng là chòm sớm. Tức là nhà mình, nhà kế bên, ấp mình, ấp kế bên, xã mình, xã bên kia đó. Thật ra đôi khi, thí dụ đêm hôm có trận bão tố này hiện lên nhà sập, sáng ra mấy người sập nhà họ hốt hoảng, họ sợ sệt, họ buồn nản, mà gặp được mấy ông này bà mừng hết. Rồi mấy ông này đi lại kiểm tra này nào đâu đó, thôi bà hai bà đừng buồn, tụi tôi cắt cho bà cái nhà ngon hơn nữa, bằng kẽm này nó lót gạch bông nữa. Bạn ơi bà mừng, biết nó gặp mấy ông đạo sơ hên quá, gặp mấy cha đòi nợ lại không tiền đâu trả. Thật ra hương lăng tức là mình đi ra ngoài đường lộ, đi chòm sớm ta gặp mình ta vui đó, đó là gọi là hương lăng đó. Mà tôi nói Phật giáo Hòa Hảo sau này làm ta vui nhiều quá. Tại sao vậy? Trong thôn xã của mình tự nhiên có phòng thuốc nam, đi sưu tầm này nọ đâu đó tập hợp lại rồi hốt thuốc cho người ta uống, ta hết bệnh, ta vui vẻ, ta không sợ sợ đi bệnh viện này nọ. Nếu không hết đưa lên trên huyện, muốn đưa lên phải có xe tòa te này nọ đâu đó đưa lên. Lên trên huyện mà trị không được rồi thì bắt đầu đưa ra chợ rẫy, có xe tốt đưa chợ rẫy. À, rồi ra ngoài rồi có cái tổ nấu cơm, tiền bạc ta bố giúp cho cái to thuốc. Chợ rẫy nó trị không được rồi, nói thôi người này tôi chạy, mấy ông đem về chợ ruộng đi. Cũng xách xe đem về, chở về. Về đâu phải bỏ yên đâu, anh em đi lại cầu nguyện, đi lại hộ điểm. Cái hương lân nó vui vẻ, gia đình người ta buồn nản mà gặp mấy ông đạo lại vui lắm. Lại hộ điểm này nọ cho tâm hồn cái người bệnh, mặc dù thân thể họ bệnh chứ cái ý, cái tâm họ còn tốt, họ hướng về Phật. Rồi cầu nguyện ba đêm này nọ, mùi lắm, ba đêm là chết rồi chứ không có kéo dài đâu. Mà cái đó ta hướng về Phật mà chết rồi đâu yên đâu. Có hòm từ thiện. Sao tự nhiên có hòm hồi xưa, tôi nhớ hồi trào xưa đó là hòm nó xấu lắm. Bây giờ sao nó đẹp, mấy ông làm sao nó đẹp hết biết. Bên đây có rồng khủng, có đèn chớp nhán này nọ, thấy phát ham đó. Thật ra thỉnh cái hòm về xin nó, bà con biết nhiều, 3-4 triệu, 5 triệu cái hòm đó. Người ta cho đồ liệm, mấy anh em tu sĩ ta nên xúm lại liệm đâu đó gọn gàng, tử thì tán, phò linh cửu tán ăn phần mộ. À, rồi đó không có kéo gà, kéo dịch, không có mở cửa mã, có mở cũng cầu nguyện cho người này siêu thoát. Rồi bắt đầu làm tuần, gia đình ta hữu sự, người ta buồn đi, thành ra anh em lại chị em rồi đây là có chị. Đực lại đọc giảng vậy trời hết. Đọc cho nó vui, đang cho nó soi dịu, mang tinh hồn, tâm hồn của cái người trong gia đình, hàng xóm ta đi vào trong kinh kể. Bảy thắt vậy đó, vào nhà nghèo thì anh em hùng lại mua gạo, mua bông. Toàn ơi, chòm xóm sao mà lại thuận thảo, thương mến này nọ, giúp đỡ bằng Phật Pháp vậy, nó hay hết biết hay. Rồi đi rảo rảo coi nhà ai nghèo đó, Tết để cắt nhà người ta, rồi coi cái nhà nào thiếu gạo, cái hùng gạo cho người ta. Đủ thứ hết, thành ra vậy Đức Thầy mới dạy nhẫn giả hương lăng huệ hỷ. Nó như mấy phái đoàn này rủ ren anh em bà con đi điện Phật. Đáng lý nghĩa là đi đám giỗ lỗ bữa cài mà đang rủ ren đủ thứ, còn hứa hẹn bù trừ vô tiền không có, nên đi có nhiều người không có tiền, cũng sức cái thân cái tâm đi thôi chứ tiền túi không có nữa. Sao làm chuyện gì lạ đời vậy, bộ đời gần tới sao mà làm dữ người ta, xả của quá gì vậy. Thành ra người tu càng tu nhiều chừng nào ta bỏ bớt, cũng như người đi lên núi bỏ bớt hoài, hồi đó dưới núi sách đồ lũ hủ, mà càng đi lên rồi thấy cái gì không thích hợp phải bỏ. Muốn về cực lạc cho xuông lợi danh tình ái buông cho rồi, muốn về cực lạc mà đeo đắm đủ thứ hết đầy nọ đâu đó thì về sao được, chắc về cực nhọc quá. Phải lai sanh trở lại cảnh giới do tâm của mình nó tạo ra. Vậy là nhẫn giới kỳ tâm thận thủ tiên. Ở đây bà con nào có nói dốc không? Bị đạo Phật cho biết là con người tu giữ giới nó có trì phạm khai giá. Cái trì là phải quyết định, chữ khai là phải mở ra, chữ giá là đóng lại. Bây giờ tôi xin nói thế này, bây giờ ông này là ông thiền sư đang tu giữ giới, ông đang ngồi thiền cái thấy ông thợ săn, ông bắn con nai bị mũi tên ghim vô trong người, nó chạy ngang ông, thì cái ông thợ săn ông rượt theo để bắt, thì con nai chạy tuốt rồi, thì khi đó ông thầy tu ông mới đứng lên thì ông thợ săn lại hỏi, này ông thiền sư có gặp con nai con mồi tôi nó chạy ngang không, thì ông thiền sư nói, ông nói là tôi đứng đây tôi không thấy con nai nào hết, thì làm cho ông kia quay sang đi hướng khác, con nai nó thoát chết. Ông này vậy nói dối rồi, nhưng mà ông nói dối đâu phải là dối,
Bị khi ông ngồi đó thì ông thấy con nai nó bị trúng thương chạy ngang, mà khi đó ông đứng lên thì ông nói tôi đứng đây tôi không thấy, rồi đứng thì nai chạy mất rồi, thì đâu có mang cái tội nói dối đâu. Cũng như ông này ông đang ngồi thiền nghe cái con ếch nó kêu cứu mạng nó, ông có cái nhĩ thông sao biết nghe được. Ông ra thấy con rắn nó đang cắn con ếch, thà ra vậy bây giờ muốn cứu con ếch mà làm sao phải lấy cây đập con rắn nó hả miệng ra rồi con ếch mới chạy, mà nó gây thù chuốc oán với con rắn sao. Ông mới nói thế này, ông nói ếch ơi, dòng họ của ngươi, ông cha của ông, của ngươi làm mồi cho con rắn, thì giờ đến mạng ngươi thì cũng phải làm mồi than tiếc chi vậy, lu bu lắm đừng khóc. Con ếch nó nghe nó tức dữ, cha này không cứu mình còn đốc sức cho con rắn ăn thịt nữa. Thì ông vừa nói xong con ếch nó đang ghét ông rồi, ông xây ngang con rắn, ông nói rắn ơi ta nói vậy có phải không, ngươi là làm chủ sinh mạng của con ếch con nhái, bữa nay ngươi ăn con nhái con ếch này là đúng đó, bây giờ ngươi trả lời cho ta nghe coi ta nói vậy đúng không. Con rắn thấy có cha này nịnh mình cái hả miệng ra, ông nói đúng quá, thì con ếch chạy mất tiêu rồi. Cái đó là trong cái khôn khéo trí huệ của người tu, người ta hiện ra mà người ta không làm hại ai. Còn mình nói để cứu con rắn, cứu con ếch vậy ra đậm rắn cho chết rồi mới cho con ếch nó sống lại cũng không được. Thật ra đó là khéo léo trong sự tu của mình. Nhiều người nói cái người tu làm gì người ta nói tội hơn mấy người không có tu. Tôi nói ấy người đó không biết đâu, người tu người ta có tâm hồn hướng thiện, họ làm cái gì do trí huệ điều khiển sự hiểu biết, họ quá giải được cái tội tình. Tôi nói như đây cái bóng đèn đi, cái người không biết bóc vô nó khổng tay, còn người ta biết rồi ta bóc tuốt chứ này nhẹ chứ này nè. Thật ra người tu người ta hiểu giới luật này nọ đâu đó, họ hành xử ít tội hơn mấy cái người thiếu giới luật. Nhẫn giới kỳ tâm thận thủ tiên, tức là phải có giới luật nề nếp đâu đó này nọ. Vô duyên chưa nói mà cười, chứ đi mà chạy người vô duyên, thấy tướng đi tướng ngồi cái miệng nói biết người đó tu cỡ nào rồi. Nhẫn giả hương lân quẩy hỷ, nhẫn hòa khu hữu thửng tình duyên. Giờ nói chuyện gia đình chồng vợ rồi nhé. Thật ra gia đình đó, đây là gọi là nếu mà không có quan gia thì đâu thành phu phụ. Nó phải có sự hứa hẹn nào đó sinh lên rồi bắt đầu mới kết cấu thành chồng vợ. Thật ra vậy phải cần nên giữ gìn để tạo thế hệ sau này cho con cháu họ nó noi theo cái hành động của cha mẹ để ứng xử tốt. Giờ đừng có chọn lựa theo cái kiểu cách, nghĩa là bóng sắc này nọ đâu đó làm cho người chồng phải khổ, người vợ phải khổ. Hồi xưa bên Ấn Độ tôi đọc cái chuyện này, tôi thấy ông này hai vợ chồng ông này già, từ trẻ đến già không gây lộn, sống hòa thuận hạnh phúc với nhau. Trong thôn sớm mới lấy tên tuổi những người này, mới đặt cho những gì hạnh phúc nhất. Bữa đó ông đi khỏi, giờ trưa đi ngang cánh rừng có dòng suối, ông xuống đó ông tắm. Ông tắm thấy mát mẻ quá, tới chừng ông lội lên xong dòm xuống thấy có chàng trai trẻ nào đứng ở trên bờ dòng suối, coi lại là mình. Nước suối đó là nước suối cải tử, cải lão hoàng độc. Ông nói vậy là mình quá trẻ khỏe rồi. Rồi nghĩ đến bà vợ già, thôi vậy kêu bà xuống tắm cho nó trẻ lại, cho nó xứng. Chứ mình về mình trẻ bà già coi sao được. Thì bắt đầu ông về. Về thì khi đó kêu cửa, bà ơi mở cửa tôi vô. Bà vợ mở cửa nói chàng trai này là chú là ai mà lại để kêu tôi này nọ. Ông mới kể lại sự việc là được có dịp mai tắm trên dòng suối mà được trẻ thế này. Thôi ngày mai tôi giữ nhà bà lại đó, bà tắm nhan cho nó trẻ lại cho tương xứng với tôi. Sáng ra bà vợ hấn hở đi lại đó tắm, vừa tắm vừa suy nghĩ. Không biết ông tắm bao lâu mà ông trẻ quá, mình tắm sợ lên sớm đây còn già nữa không xứng với ông. Thôi tính tắm ráng đến mặt trời tức bóng luôn, lúc đó đi lên không được thành đứa nít. Thật ra bà lết lên được, bà đi về không được, ông ở nhà giữ nhà hoài, không thấy bà vợ về, ông đóng cửa đi kiếm lại đó không. Không thấy một bà già mà chỉ thấy đứa con nít. Nó đi không được mà trên ánh mắt nó làm như nó còn lưu luyến, giống như bà vợ già mình vậy. Biết được là bà vợ bà tắm cố sát qua thôi cổng bà về ẵm bà về khi đó. Nó không tương xứng thành ra gia đình, mặc dù có được cái phép tốt, có được cái phước để cho cải lão hoàng đồng, nhưng mình làm quá trớn. Tôi thấy giờ trong gia đình cũng vậy, ông chồng thì già ngắt, bà vợ giờ bà lo trang điểm này nọ, giờ mình thấy giống như là con em của ông chồng vậy, nó không xứng xiết nữa đó. Thật ra ghẹo dâm ghẹo dục với nhau này nọ, làm kiểu cách đủ thứ, thôi về già sống theo già. Con cá chết rồi người ta làm mắm vợ chồng già thương lắm mai ôi thôi, chứ còn đằng này làm khô thấy bà vợ thương hết vô là không em rồi.
Thà ra vậy xin nói là nhẫn hòa phu hữu tình thuận tình duyên, trong gia đình chồng vợ không tương xứng thì cũng phải ráng nhẫn nhịn để chúng ta dạy dỗ noi theo, để cho cái gương của con em của mình, con của mình, cháu mình sau này làm phải. Chứ đừng có cái chuyện mà dục tóc này nọ hơn thua qua lại, sống lên đây là cái nghiệp vậy thôi chứ đâu có gì lạ. Dướng vô tình chồng nghĩa vợ nó giống như là ký bản án chung thân vậy thôi, không có ra nổi đâu, nguy hiểm dữ lắm. Thật ra vậy hồi xưa Trang Tử ông đi trên con đường thấy có một cô nàng nọ đang cầm cái quạt quạt trên cái mồ, mà cái mồ còn ướt mem vậy đó, mà cỏ cắm trên đó. Ông mới ghé lại ông hỏi chứ nàng làm cái gì mà cầm quạt quạt, cỏ nó nằm trên cái mộ còn ướt thế này. Thì cô này thành thật trả lời, nó chồng tôi trước khi chết, ông trối ông bảo rằng chừng nào cỏ trên mộ này nó khô thì tôi mới được quyền lấy chồng, sợ nó khô trễ tôi quạt tiếp. Giờ trưa nắng lên thì nó héo, vậy bà này sao gấp dữ thần nhân biết. Cái ông đem cái chuyện này lạ quá về mới mét lại bà vợ, bà Trang Tử bà nói sao mà có ai đâu phụ phàng đến đổi mà phải cỏ nó phải khô mới được lấy chồng mà bà còn quạt thêm vậy. Nếu sau này ông có chết tôi có thể là thủ tiết cả cuộc đời tôi, không có tái giá này nọ đâu đó. Thì ông nói thôi giờ tới đâu hay tới đó. Vài tháng sau ông thu thần nhập diệt, ông dặn là khi chết để trong cái quan tài thôi, đừng có ra phần mộ chôn, để lưu lại vài tháng đi để nơi đó. Tưởng đâu ông nói chơi, vài tháng sau ông thu thần nhập diệt, ông chết bà mới liệm ở trong cái quan tài để giữa nhà. Học trò đệ tử của Trang Tử nhiều quá, nó súng rồi đó, nó làm lễ kẻ đi về ngửa lại. Có chàng trai này đẹp lắm, đẹp cũng như Kiệt vậy đó. Thật ra ở đó để hương khói. Cái bữa đó không biết sao ông nhức đầu quá sai, cái tiểu đồng chạy báo tin bà Trang Tử, nói công tử tôi giờ này nhức đầu sắp sửa chết, bà dỗ dã, bà có tấm ý này nọ đâu đó lưu liếng cỡ này, quên chồng chết mà nhớ đến cái chú này. Thật ra vậy thì bắt đầu ra mới hỏi duyên do, thì nói hồi xưa có xảy ra mà nhờ được, ở đó nhức đầu đông, nhờ được cái người chết mà chưa chôn rồi mới lấy cái sọ mới mài, lấy nước ra đổ vô uống thì hết nhức đầu, bây giờ nó phát lại chắc chết. Bà giờ thấy cái hờm ông chồng Trang Tử vậy thôi chết còn gì đâu, thôi vậy cại lên rồi đập lấy cái đầu, lấy sọ ra để chữa trị chàng trai này. Dũng ý phải cứu người trong cái tâm hồn tốt, và dũng ý để làm ân nhân có gì lưu liếng tình cảm nào đó. Thì khi đập cái quan tài dở ra, Trang Tử ngầu dậy liền, sống lại liền. Thật ra ông nói thế này, ông nói là xin tiền ca cá thuyết ân ái, tử hậu nhiên nhiên dục khuyến phật, quả hổ quả bì nang quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Ông nói câu đó. Rồi ông lấy cái bồn như trống cơm, ông vỗ, ông đọc theo tiếng Trung Hoa, cái ngôn ngữ người Trung Quốc. Ông nói kham ta phù thế sự, hữu vô qua khai tạ, thê tử ngã tắc mai, ngã tử thê tắc giá, ngã nhược tiên tử thì, điền bị tha nhân canh, mã bị tha nhân khóa, thê bị tha nhân luyến, tử bị tha nhân mạ, si thử đổng thường tình, tương khang lụy bất hạ, thế gian tiếu ngã bất bi thương, ngã tiếu thế gian không đoạn trường, thế sự nhược quần khóc đắc chuyển, ngã diệt thiên thu lị giảng hàng. Bữa nay nho không nhân tính, bữa nay giảng bà nho, tôi đem nho ra dịch cái bài này thế này nè. Trang Tử nó thương tha cho người đời, như hoa nở rồi tàn, vợ ta chết thì ta chôn, ta chết thì vợ ta tái giá, ví bằng ta chết một chuỗi cười dài, ha hả, ruộng khoảng người khác cài, ngựa khoảng người khác cởi, con khoảng người khác chửi, vợ khoảng người khác thương, nghĩ lại chạnh tấm lòng, nhìn nhau không khóc nổi, việc đời bằng khóc mà thay đổi được, ta nguyện ngàn năm khóc muôn dòng. Ông Hải thì chắc còn độc thân, chưa gắt ấp. Tôi coi sử liệu bên Thái Lan đó, có một ông nọ, ông đi xin, mà bên đó thì vua của Thái Lan không cho người xin, không cho người nghèo ở ngoài đường. Ông đi ngang, ông thấy, ông nói thôi ông làm gì đây, nói dạ đi xin. Ông vua ông nói ta cho ngươi số tiền để về sanh kế, làm ăn đừng đi xin nữa. Ông này nói thôi tôi đem cái công sức để đi xin, nhận nuôi sống trong gia đình của riêng tôi. Ông kia nói thôi giờ nhận ta là vua, ngươi nhận số tiền này đi. Cho ông số tiền ông lấy rồi, vậy tiền này về ông sinh kế làm ăn cái gì? Ông nói một là tôi trả ơn, hai là tôi chôn xuống đất, ba là tôi thảy xong, bốn tôi tìm kẻ thù tôi đưa hết. Ông vua hỏi chứ ông nói vậy là sao?
Ông nói người ơn của tôi đó là cha mẹ sinh ra đó, tôi nghèo chưa báo hiếu được, bây giờ tôi sẽ đem phần tiền này vô chùa tôi cúng hồi hướng cho cha mẹ tôi chết. Cái thứ hai tôi chôn xuống đất, vì cơ thể tôi là tứ đại cũng có đất trong đó. Rồi cái thứ ba tôi thảy xuống sông đó là cơ thể tôi có nước, trả về cho nước. Cái thứ tư đó là tôi đem về tôi đưa bà vợ tôi hết, vì bà là kẻ thù của tôi. Khi mà kết hôn nhân với nhau mà làm cái giấy gọi là mình bên đây kết hôn thì bên kia nó nói là kết cái bản án chung thân mà chưa ra tù được. Vậy tôi đưa hết cho cái người thù tôi là vợ tôi đó. Thật ra bên Thái Lan giờ nó có tập tục vậy đó, ba bốn điều đó họ thường hay lấy ra để xử sự trong cái tình tiết nhân gian với nhau. Thì giờ vậy là trong gia đình, nếu Việt Nam của mình Đức Thầy dạy là cái câu gì, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con tảo hiền, nhẫn hòa khu thuận tình duyên, là chồng vợ đã có kết cấu nhau, thành ra tâm hồn nó phải vui vẻ ưng thuận nhau cho hết cả cuộc đời của mình. Rồi sau này chồng vợ như nắm tay nhau về phạt luôn cho nó khỏe, rồi đến nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, phải không? Đến câu đó không? Giờ đến nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tâm là gì? Chỉ nhẫn mình biết rồi, cho chịu đựng. Nhưng mà chịu đựng vì hình thức tay chân, cái mồm miệng mình thì chuyện đó nó là thường tình thôi, mà lòng mình còn chứa cái chuyện mà ác đức còn khởi lên, cái chuyện rủa xả người ta trong tâm, điều đó không nên. Đức Thầy nó nhẫn tâm, cái tâm nó nhẫn chịu đựng, nó lắng sâu coi lại cõi lòng mình nó có cái bợn nóng giận hiềm khích rủa xả ta hay không. Thật ra cái sử liệu khi xưa ta ghi là có bà Thị Kính bà còn trẻ mà nhà nghèo. Thật ra có một người giàu có đến để xin cưới, ông kia là già, bà ưng chịu, cô ưng chịu, có thể gửi thân trong cái gia đình giàu có là tốt. Khi về nhà chồng thời gian ngắn, bữa đó ông chồng ông ngủ, nó lộ ra cái một ruồi cái lông mà nó mọc ở đâu đây, nó sái tướng, vì cô này có học vấn, có biết tướng số, mới lấy cây kéo để nhấp một cái sợi lông trái phép trên mặt của ông chồng. Thì ông kia giật mình, ông thấy bà vợ tự nhiên lấy kéo kê vô cổ, chắc có lẽ vua ám sát ông. Ông la lên thì trong gia đình đồng tình, thành ra cuối cùng mới kết án cô là người giết chồng, nhưng chiếc vừa được mới đuổi đi. Cô mới thấy cái hồng nhan bạc phận, mình cũng trẻ khỏe đẹp thế này mà bị người ta du oan, buồn quá. Kiếp sống con người đâu có gì vui sướng hơn nữa bằng cách thôi để đi tu, cạo đầu, giả nam vô chùa cho nó hợp lệ. Mà cái bóng sắc người nữ nó còn ẩn tàng trên cái thân của người cạo tóc. Thật ra nó khổ nhất có cái bà Thị Màu. Bà đi tới lui chùa, bà dơ dẫn, sao bà thấy có ông Tiểu Tăng đẹp trai quá, cạo đầu đi tu uổng, bà mới vo ve này nọ đâu đó tới lui nói năng, mà người này ta người nữ đâu có ai động lòng, đã đi tu rồi đâu ai còn để ý ngó dòm cái người ngoài thế. Bà Thị Màu bà dục tình cao quá, bà về bà lang dâm với người ở, sau gia đình phát giác mà bà mới đổ thừa đi tới lui gọng kỉnh tâm mới xảy ra chuyện này, mới làm đơn tố lên quan làng địa phương. Thật ra mới xử sự người trong chùa mà còn làm vậy lang dâm, người thế gian phải bị phạt. Thật ra mới đuổi bà ra khỏi chùa, căn nọc quýnh 40 roi, gọi là 40 trượng hồi xưa. Nhưng bà vẫn tự nhiên yên để cho người ta đánh đập, du oan giá họa đủ thứ hết. Lúc đó phải cãi giả này nọ đâu đó, phải biểu tượng cho mình biết mình người nữ nữa. Vì cái lòng của bà nó đi sâu vào trong chỗ chịu đựng. Thật ra sao bà Thị Màu bà đẻ đứa nhỏ đem tống tiễn lại đó, nói con của Kỉnh Tâm. Cái chú Kỉnh Tâm là cô Kỉnh Tâm này đó, vẫn nuôi, nghèo lắm, nuôi riết sao ốm dơ mớm nhách. Đến giai đoạn cô này kiệt sức, cô mới làm cái tờ tường trình giao lại nhà chùa, nhà đồ chùa mới coi tiểu sử cuộc đời của bà này khổ khó, đi tu bị hàng quan vậy. Khi cô chết rồi đó, người ta mới khám cái xác, quan làng rồi lại khám thì cô là người nữ. Khi đó người ta thấy trong cái liêu tranh nó quá hiện lên một cái hình ảnh. Hình ảnh đó là giống một vị Quan Âm. Người ta mới tuyên trương truyền đó là Quan Âm, mà do cái sự hành xử của Thị Kính mới đạt được sự kết quả, do sự gọi là cái tâm nó chịu đựng đến mức độ du oan giá họa
đánh đập đến chỗ tiều tỷ chết mà vẫn giữ vững được, thành ra đó mới gọi là Quan Âm. Đức Thầy mới nói là nhẫn tâm nhật nhật. Thì cái cô này đó bị đánh đập này nọ hàm quan, bị người ta rủa xả, bị người ta chê trách, trở nên nghèo khó, xin ăn để tu học, tu hành trong thời gian còn sống lại trong cái thân thể bệnh hoạn thế này, là cái tâm của nhẫn tâm nhật nhật thì ngày nào của cô an lạc cũng vui. Mình đây đôi khi làm sái chúng ta bắt gặp ta nói cái mình tru tréo để cho khỏa lắm, mà mình có thiệt. Mà đằng này người không có, ta du quan đến cực độ vô chịu đựng được, thì Đức Thầy mới nói là nhẫn tâm. Cái tâm nó chịu đựng, nó thẳm sâu trong đó, mình mới nhịn cái miệng, nhịn cái tai thôi, chứ tâm chưa nhẫn. Thì nếu là người nhẫn được thì nhật nhật thường an lạc, nó vui vẻ này nọ đâu đó. Bữa nào ra chợ mà người ta có làm cái gì sái chút mà mình nhịn được về nó vui, bữa đó có ngon miệng mà chữ lộn cái đi về từng lễ còn buồn đó. Bị lửa trong tâm không đốt mà lừng nữa. Thật ra bị nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền. Bây giờ đó là cái tâm rồi cái tánh, tâm tánh cũng là một vậy thôi. Mình đem cái tâm ra, đem cái tánh ra để thực hiện. Mà tánh đây là tánh Phật chứ không phải tánh đu lung lăng đâm chém chặt bầm. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi. Hồi xưa đó bên Nhật có ông này tên là ông Hakuin, ở cai quản một cái chùa. Phật tử tới lui đâu đó này nọ để nghe Pháp, thì ông giảng cho nghe. Bữa đó còn một cô kia lưu lại, không phải hỏi Pháp mót thêm mà lại tỏ tình, mở ông ra khỏi chùa để sống với cô. Cô bảo đảm cái hạnh phúc của cuộc đời son trẻ của thầy tu còn trẻ mà. Ông giảng cho nghe thời Pháp về nhân quả, về tội phước, về cái chuyện gì đó không biết. Cổ chạnh lòng, cổ ghét, về cái cổ thất thân với một anh chàng lái đò sớm trên. Khi xảy ra rồi gia đình mới hỏi nguyên do này nọ, thì cổ nói tới lui chùa đó gặp ông Hakuin mới xảy ra là vậy. Khi cô sanh đứa nhỏ, gia đình dòng họ mới ẩm lại đó, lại cái chùa đó là chữ ông Hakuin. Thậm tệ ngôn ngữ, lời lẽ nặng nhẹ gì cũng trút lên trong này hết. Ông ngồi làm thinh vậy đó. Rồi đến cuối cùng nhất là người ta chửi no, chửi rồi đó, chửi đầy đủ xong rồi nói câu thế này, nói đây là quan gia nghiệp báo của ông, tôi giao lại cho ông đó. Thì ông ẩm đứa nhỏ, ông nói câu duy nhất thôi, ông nói thế à. Dịch tiếng Việt Nam mình thế à, chứ tiếng Nhật tôi không biết cái đọc sao, thế à. Lặng lẽ ấm đứa nhỏ vô chùa đóng cửa lại, thì trong đó dòng họ ta rút về, đem cả những tức giận này nọ trút lại chùa. Thì ông này nuôi đứa nhỏ, nuôi 3 năm trời vậy đó. Lúc đầu á, thì khi xưa ổng là Phật sống, ai cũng tôn trọng, bị con người trẻ khỏe mà tu giỏi vậy ta là Phật sống. Sau này có đứa nhỏ trong chùa người ta gọi là Phật chết, mà ổng không có biện minh, không nói gì hết. Khi này đi xin ăn rồi lấy cháo rồi tạo thành nước cơm nhỏ ăn, nuôi lớn lên ôm nhôm nhất. 3 năm cô kia cổ bỏ đi rồi, bỏ đi xa, buồn quá. Du quan thầy tu rồi sao mới đi về, đi ngang chùa thấy đứa nhỏ. Nó biết đi lẩm bẩm này nọ, tự nhiên tình mẫu tử nó hiện lên. Cô vội vàng trả về nhà mới đem hết sự việc, mới mách lại, thưa lại cha mẹ. Nói đây là đứa nhỏ do anh lá đò sớm trên tạo nên, chứ còn ông Hakuin không có. Gia đình mới sợ quá, mới xúm nhau xuống đó mới năn nỉ. Sám hối lại này nọ đâu đó đủ điều hết. Rồi câu sau cùng nói đứa nhỏ này, nó là quan gia của gia đình của tôi chứ không phải là của thầy, thôi cho xin lại. Ông dẫn đứa nhỏ đưa ra, ông nói thế à. Rồi người ta dẫn đứa nhỏ, ông không lưu liếng trên rồi đóng cửa tu thế. Thật ra vậy mới gọi là nhẫn tánh. Chứ lúc đó mà người ta nói mà mình không có, mình còn tru tréo, mình thử thách đủ thứ hết. Còn có còn cãi dữ hơn nữa chứ. Thật ra vậy mới gọi là nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền. Nếu năm này năm kia mà cái sự kham nhẫn chịu đựng của mình đó, thì chữ đắc là được, chữ bảo là quý, chữ truyền là hậu thế sau này ai cũng noi theo cái đó tốt quá. Chứ mình dấu giả này nọ đâu đó thì coi như người ta học theo cái hạnh của mình là trở nên nghiệp chướng sao bị đọa. Thật ra nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền, nhẫn đức bình an tiêu vạn sự. Đến câu thứ 7 không? Nhẫn đức, đức là nó tròn vẹn, mình tu tập bị chữ đức theo chữ nho ta vẽ bên đây là cái bán hành bộ xích. Bộ xích đó là chỉ con người đứng giữa cõi đời này, hành thập thiện, rồi đáp tứ đại trọng ân, rồi có tâm hồn trong sạch, nó mới tạo thành chữ đức. Chữ đức là người này không làm một điều ác, không bỏ điều thiện, là người này trọn vẹn được chữ đức. Mà Đức Thầy nó công đức Phật từ bi vô lượng,
mình có chữ đức nên xin nói người này trọn vẹn, xử sự trong cuộc đời tâm hồn trong sạch đó có chữ đức. Chứ không phải mình vô chùa mình cúng đôi chút cái rồi trong chùa nói Phật tử cúng dường thế này là công đức vô lượng. Không có phải, cái đó nói để cho nó êm tai, nói để cho cái Phật tử vui thôi, chứ còn cái công đức Phật mới từ bi vô lượng. Nghĩa là trong kinh Thắng Mang bảo rằng ác tự ngôn công thiện vô gì đức gì đó, là cái người này muốn hành chữ đức đó là một cái ác nhỏ đó không nên làm, một thiện nhỏ không bỏ qua. Thí dụ đang ngồi đây có con kiến nó lọt vào trong ly nước, nó đang quằn quại, tự nhiên mình lấy cái que tâm cái mình bắt cái cầu với đi ngang, thì đó là một thiện nhỏ cũng không bỏ qua đối với người muốn có đức. Chứ không phải đang ngồi đây có con kiến bò ngang lấy tay giết nó thì đó là mất đức rồi. Thậm chí đến trong cái giới đó là thầy tỳ kheo không được quyền nhổ cỏ non. Thí dụ cây cỏ nó mọc lên còn non mình nhổ đó thì cái đó nó cũng giảm cái đức mình nữa, vì nó chưa đến cái tuổi chết. Thí dụ mình có làm vườn này nọ, mấy cây cỏ nó già thì kiếp sống nó đã qua rồi, nó chuyển qua kiếp khác thì mình giết nó. Còn nó lên mơn mởn thò tay nhổ chơi nó cũng giảm cái đức mình, nó không phải là tội nhưng giảm cái đức. Thật ra nhẫn đức bình an tiêu dạng sự, cái người có đức rồi xin nói nó phát tiết ra những cái gì nó hiền lành, nó cảm hóa cho mọi người xung quanh. Đức Phật khi xưa trong tăng đoàn để đi khất thực, vua Xà Thế với Bà Đề Đất Đa A Tòng mới giết Phật, thả cái đoàn voi ra, voi phục rượu nó dẫm đạp cái tăng đoàn Đức Phật. Khi đến thì đưa tay cái là voi nó quỳ xuống. Cái đó là do cái gì? Đâu phải thôi miên. Nói thôi miên thì đó cái thuật của ngoại đạo, nhưng mà nó nằm vào trong cái chỗ cái đức độ Đức Phật đó, là nó tác động đến cái loài voi này, bắt đầu nó khiếp sợ, nó cung kính, nó quỳ xuống, nó không ám hại Đức Phật. Cái đó cũng là cái đức. Người có đức nó tác động vào trong đó. Ta nói có đức thì không sức để mà ăn. Tu lâu anh có cái đức chứ không phải là không đâu. Nó ẩn tàng phía trong, khi gặp những cái gì trái nghịch nó hiện ra. Người ta thường nói câu nho, người ta cái câu châm ngôn họ nói là người đời sớm biết tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng bờ vì mây, chở che nhờ đức cao dài, dẫu tu cho mấy không tài tu tâm. Có cái đức mà người có niệm Phật, có ăn chay, có giữ giới rồi, đức nó ẩn tàng ở phía trong cái thân thể của mình. Cái thân này thân tứ đại, như trong đó có một cái tâm đức rất tốt ẩn trong người đó, con người đó. Cái đó là mới là thành Phật, chứ không phải cái tướng, nghĩa là tướng đẹp, tướng sang mà thành Phật. Do cái tâm tốt đó sẽ chuyển hóa về cảnh giới tốt. Thì Đức Thầy mới nói là cái câu là tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy đó. Đó là cảnh giới cực lạc, cái thượng thiện nó vui vầy nơi đó. Còn đàn này mình có mang tâm ác đừng mong về Phật. Hồi đó có cái bà này, bà cái cô này cổ niệm Phật, cổ ăn chay, ông chồng không ưa. Mỗi lần bà ngồi niệm Phật, bà tụng kinh gõ mõ thì ông lỡm nhái chơi cho bỏ ghét, gây thành cái tội, rồi gây thành cái tập quán, nó quen cái miệng. Bữa sau rồi bà, cái cô vợ bà chết, bà về Phật, và ông chết đọa xuống địa ngục. Thật ra xuống dưới đó cái bản lập thành ghi là cái người nào nhái niệm Phật phải bỏ trong cái cấu sắt, cái chài đồng nó quết cho rã ra, rồi nó quờn lại quết nữa. Thì ông này được cái quả báo vậy mới quỷ sứ thảy vô trong cái cấu, rồi mới nó đạp cái đuôi chài đang cho hạ xuống, đặng ông ngứa mình luôn. Mà mỗi lần vậy bà con biết nó đau đớn cỡ nào. Nhưng mà tục lệ dưới, bị tôi coi trong cái thập ngưu đồ trong nhà chùa, chứ không phải tôi ở dưới địa ngục mà tôi biết. Ra thấy quỷ sứ hai ba ông đạp đuôi chài nó dõng lên, thì cái tục lệ dưới đó khi mà muốn quết một tội nhân phải có đánh lên ba tiếng chuông, bon bon bon, rồi mới hạ chài xuống. Khi mà đánh ba tiếng chuông rồi, ông này đó tự nhiên ông nằm trong cái cối, ông niệm ba tiếng Phật: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Có hoa sen đỡ đầu chài, hút cũng đi đâu mất tiêu luôn. Ông nó lạ chứ. Thật ra vậy là nhẫn đức bình an tiêu dạng sự, là cái người mà nhái còn có đức. Còn bà con ngồi đây niệm Phật, ngồi niệm Phật trong giây lát bằng bố thí nhiều năm, phát bồ đề tâm bằng tu hành nhiều kiếp, thế sau này bà con ngồi tòa sen chứ đâu phải ngồi với cái nệm nhỏ xíu thế này.
nhẫn đức bình an, tiêu dạng sự để bình an là không gì xảy ra. Cái người có đức rồi không có gì khổ mang đến thân đội. Cái quả nó do trong cái kiếp nạn của mình nó xảy ra. Cái người có phước rồi tự nhiên của cải nó hiện ra. Làm gì cũng có, làm một mà nó lại có 5, 7, 10. Còn người không có phước rồi làm cái lưng móc thích cái đầu cho bơm, nó cũng không của, nó cũng trốn mất cái thân đội. Rồi đến đây câu nhẫn thành quý vĩnh miên miên. Nhẫn thành tức là đã đạt được sự kết quả. Chứ thành đây không phải là cái chuyện mình làm là khánh thành này nọ đâu đó cho nó rồi công trình. Chứ thành đây là đạo trời. Ở trong kinh dịch cho biết là thành giả thiên chi đạo giả, là cái đạo trời, tức là đạo tự như nhiên của trời đất, tự nhiên qua không thiên tứ đó. Khi mình làm tất cả mọi sự việc trong chữ nhẫn, từ cái trên chạy xuống đến điều thứ 8 này gọi là nhẫn thành. Nếu đã đạt được sự kết quả rồi, nó đã đến chỗ là nhẫn thành quý, là chữ phú quý, là giàu có. Trong kiếp sống người này về vật chất cũng giàu có. Bà con thấy người ta đi mà để đi cứu trợ không? Có cứu trợ mấy thầy tu không? Cứu trợ mấy cái người mà đức độ cao siêu không có. Toàn là những người bần khổ, người nghèo nó quạnh kiết, nó buồn khổ này nọ đâu đó đi cứu trợ cho một món quà rồi nó lòn tới lòn lui sinh thêm nữa. Mà bắt gặp rồi thiếu điệu gây lộn, vì cái người đó họ thiếu phước. Tâm tánh họ cùng lục, gia bằng trí đoán đắng ca nhiều bề. Mà cái người mà nhẫn thành rồi thủ phú quý, là tự nhiên sự giàu của họ không ngất trời, di phú bất nhân, họ không tạo ra của cải minh mông nó mang tội. Mà di phú bất nhân họ chỉ tạo làm sao cho sự sống nó được, bao bọc sự sống mình nó êm xuôi, nó không có thiếu thốn. Người thiếu quá thì gia bằng trí đoán đắng ca nhiều bề. Mình tu rồi mình có quan niệm nói giờ thôi xả của, có nhiều bố thí hết này nọ, tới chừng thiếu hụt sự sống của mình nó vẫn còn dài mà của cải nó không bao bọc được, khi đó bắt đầu quan trách, quan trách những người khuyến khích mình nó tiêu tài đắt của. Thật ra người tu ta khôn, người ta cứu giúp đâu đó vừa theo hoàn cảnh, việc nhà quý bạn đã xong hiệp nhau làm phước rõ lòng nguyện nhân. Còn đằng này mình nói thôi cỡ này tôi là hành đạo chạy cà rong hoài, gia đình thiếu kém, con không dạy dỗ, vợ thì không gần gũi để chung hùng nhau làm ra kinh tế em ấm gia đình, cứ mãi mình đi hoài. Nó hành đạo, hành đạo cái gì? Việc nhà đã quý bạn đã xong mà xong chưa? Hoặc giả nghe nói là bố thí này nọ đâu đó phước báo vô lượng đủ thứ, trút hết của cải cho chùa am mở biểu võ nào đó, mà lỡ mà cúng dường cho mấy người dối tu nữa thì chuyện đó còn khổ nữa. Rồi nó hụt, nó giống chiếc xe mình chạy từ nhà đến đây phải bỏ đổ bao nhiêu lít xăng phải biết, đổ nhiều quá nó ọc, và đổ ít quá coi chừng dẫn dọc đường phải khổ. Còn của cải của mình phải bao bọc sự sống đâu đó trọn vẹn. Đức thầy nói rõ ràng lắm, việc nhà quý bạn đã xong mới hiệp nhau làm phước rõ lòng nguyện nhân. Còn gia đình nó còn lầm đùm này nọ đâu đó, còn quán trách này nọ, nghĩa là vợ con mình thấy mình đi hoài nó không ưa, nó chưa biết rõ sự việc này nọ thì chuyện nó không được. Mình phải làm sao tề gia, tu thân tề gia mình mới bình thiên hạ mới thấy được. Thật ra vậy mới có đức, cái đức nó ẩn tàng trong người chân thật. Chân thật nó đẻ ra cái đức ở trong đó, nó hiện ra mình không hay. Thí dụ cái cây mình trồng cho nó đúng đi, thì tự nhiên cái mầm hoa của nó phát hiện ở trong cái thân của cái cây đó. Cái cây đó rồi nó trổ ra bông trái để nó trả ơn lại cho chủ. Thì con người mình làm việc tốt đi, lẳng lặng đi, cũng như là cái mầm hoa, cái mầm quả trong bản thân sống của mình, trong tâm hồn của mình ai thấy? Đây có ai biết ai đâu, dòm vậy đó. Nếu mình có thật tu thì trong đó có hoa quả. Như ta trồng cây, bà con biết là trồng cây nhãn 3 năm đó, nó có trổ mầm hoa trong đó đó. Tôi thường nói cái người tu giống như trồng cây, lúc đầu là sung, cái cây phải sung nó phát tán đâu đó để nó phượt lên. Nhưng mà 3-4 năm rồi phải suy, tức là nó cằn lại để nó trổ mầm hoa trong thân của nó. Rồi nó phát quả ra, có quả có trái mình mới làm cho nó sung để dưỡng quả. Còn người tu cũng vậy, mới tu phải cho sung, chứ tu mà làm biến quá này nó cúng lại, không cúng mà cha ông ăn này nọ, nó mới tu mà không sung thì cái cây bồ đề, cây đạo mình sao phát triển được. Mới tu phải sung, nó phải si, tức là trở về nội tâm, trở về ta sống lại chính mình để tìm lấy niềm tin bất diệt. Si rồi nó bắt đầu nó sung lại, là bắt đầu khi có mình có được đôi chút Phật Pháp, mình có đạt được những cái huệ tánh của mình. Thì Đức Thầy nói là huệ tâm khai ngữ chuyển quyền thông, sanh hồi thiện đô câu thành thật. Khi đó mình mới chia sẻ vấn đề học hiểu và tu tập mình cho những người khác. Bị nhà Phật chủ trương là học Pháp, hành Pháp, đắc Pháp với truyền Pháp. Mình phải học Pháp, Pháp đó nó phải vừa theo trình độ của mình. Hành Pháp
là mình học rồi đó, mà phải hành theo cái pháp mình học. Hành pháp rồi phải đắc cái pháp của mình. Nó đắc tức là mình tự nhiên như nhiên qua không thiên tứ. Nó giống như mình chạy xe quen rồi là mình đắc trong chiếc xe, không còn sợ sệt, không còn chao đảo trong chiếc xe của mình nữa. Nó hai bánh mình chạy vững quá, chạy leo đèo, dốc núi, chạy đồng bằng chạy được. Là khi đó mình đắc được cái pháp chạy xe. Tu cũng vậy, mình học hiểu này nọ đâu đó mình đắc được cái pháp học của mình. Thật ra vậy, đầu tiên học pháp rồi hành pháp, đắc pháp, mình mới đi truyền pháp. Mình không có đạt được sao đi truyền được. Thí dụ ông đó ông giảng đề tài ăn chay mà ông còn ăn mặn giảng gì, ông chưa đắc được cái về ăn chay. Chừng nào ông ăn chay thuần thục không thấy còn thèm mặn, dứt khoát là ngồi trên mâm chay suốt đời, chừng đó mới dám giảng cái đề tài ăn chay. Còn đàn này còn nhấp nhá, còn thèm này nọ là giảng ăn chay nó lạc nhấp, đó là nó dốc chứ giảng cái gì. Mình còn ô nhiễm thế gian này nọ, nói pháp xuất thế gian sao được. Biết cái trình độ sự tu chứng nó không có. Đạo Phật nó xin nói là hành giả, không phải là học giả. Hành giả là người ta đắc được ta mới dạy, còn ở thế gian người ta học giả là học rồi đi dạy. Thí dụ như thầy giáo học sư phạm xong rồi học nhiều cái phương cách dạy nữa, ra làm giáo sư dạy lãnh lương thì nó đó là học giả. Còn đạo Phật đó là phải hành giả đắc được người ta mới dám đi nói. Thật ra Đức Lục Tổ mới bảo rằng nói thông tâm phải thông như nhật nguyệt chiếu trên không. Hay là muốn to ra độ thế, phương tiện sẵn sàng, đừng để người nghi hoặc tâm họ minh quang. Thành ra vậy đạo Phật phải đưa vào đến chỗ là nhẫn đất, nhẫn đức bình an tiêu dạng sự, nhẫn thành quý vĩnh miên miên là vậy đó. Là con người mà nó tự tại trong một sự sống, tự nhiên nhiên trong bản tâm xuất hiện. Nó do trí huệ nó phát hiện ra một sự ứng xử thế gian, chứ không phải do sự học hiểu. Sự học hiểu đó là một thể đắc về kiến thức vậy thôi. Nó giống thí dụ như hồi chiều bà con mình ăn cơm, ăn xong rồi cơm đó nó qua 3 tiếng hồ phải tiêu, nó chuyển thành calori để nó bổ dưỡng trong những cái nội tạng cơ thể. Nhưng khi nó bổ dưỡng rồi xong nó chuyển qua thành năng lượng. Bây giờ bà con có thấy chiều mình ăn cơm, ăn đồ ăn nó còn nằm bao tử không? Có. Nó chuyển thành năng lượng, nhờ có năng lượng tôi mới đứng đây nói chuyện được. Nhờ có năng lượng bà con ngồi đó để lâu dài nghe đạo được. Là năng lượng đó là nó do ăn cái bữa cơm hồi chiều. Chứ chiều mà cắt cơm mà không cho ăn cơm giờ này chắc nằm đi ngủ hết rồi. Thành ra vậy người tu cũng vậy. Đầu tiên nhất chúng ta phải ăn cái sơ của Phật Pháp. Sơ Phật Pháp là gì? Đức Thầy đã chúng sanh mê nên đem đâu Pháp thuyết. Mình đọc giảng như chị Tư đọc ngót rồi nên cái đó phải hành xử mấy cái đọc ngót đó hết. Đó đọc ngót là chúng ta mới ăn chất sơ Phật Pháp. Thật ra mình đem vào trong thâm tâm của mình tiêu hóa. Rồi khi đó mình đi ra xã hội hay mình tiếp giao mọi sự việc đó, là mình đem năng lượng để tiếp xúc với người ta. Năng lượng chứ không phải đi ra đọc giảng nữa. Thí dụ đọc cái câu ai chữ mắng ta giả điếc, đọc xong rồi nó tiêu hóa là ra ngoài chợ ai có chữ mình cũng làm thinh. Rồi đợi người ta hết giờ khuyên người ta, khi đó là xài năng lượng. Còn cái mình đọc này nọ đâu đó nói tới nói lui là cái đó mình diễn lại, mình nhái là Phật Pháp thôi. Kiến thức học hiểu đó là kiến thức, mà kiến thức phải tiêu hóa, nó giải trừ kiến thức, nó đem cái thực chứng của mình ra để áp dụng trong đời sống đạo của mình. Rồi có cơ duyên mình chia sẻ người khác vậy thôi, chứ không phải làm thầy thiên hạ được. Vậy là hết hả? Tới câu thứ 8 rồi, 56 chữ. Bữa nay tôi đem nho ra để nói chuyện bà con. Thôi giờ hôm nay tiệc lễ cùng ăn uống, không biết sang năm thiếu mặt nào. Vì tôi có duyên được nay trở về cái nói theo nhà Phật là trụ xứ, còn nói đây là địa điểm sinh hoạt Phật sự của Phật giáo Hòa Hảo. Cũng là niềm vui trong lòng tôi ước muốn, chứ không phải đây là sự bắt buộc. Ở trong năm mà tôi có nói với ông Hải liên hệ, tôi nói cho tôi lên núi lần, ông vui vẻ, ông chấp nhận. Rồi được cái ban phổ truyền lại cấp giấy đi. Mấy ông trên này mạnh lực sao không biết, tôi đi ngang cái trạm đưa giấy ra mấy ông dòm cái ông nói thôi anh đi đi. Phải lên trên ông Hải, ông là làm như mấy ông có uy tín. Thật ra làm như họ ngán, họ không lấy tiền lộ phí tôi trên đời. Thật ra mình tu vậy mới có oai đức, chứ không phải dùng cái quy cách của chức Phật. Lấy cái oai đức để mình chinh phục những cái người có nhiệm vụ của họ. Họ đồng ý cho việc làm Phật sự của mình rất tốt. Thôi vậy xin phép chuyện cao siêu Phật Pháp còn dài không? Đến đây cũng dứt giảng kinh, ai biết sửa tâm linh mới màu mà.
Nam mô lòng sở nguyện cầu chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan, còn không nữa là rạng dần mây, bóng thỏ lạc nhàn, đợi chiến khác cạn câu hoài vọng. Thôi giờ đến đây xin tạm dừng, thành kính cảm ơn toàn cả quý bà con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin chân thành cảm ơn ông giáo Lý Duyên đã cống hiến một buổi pháp thoại vô cùng bổ ích. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo, sau hơn một giờ của buổi thuyết giảng giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ, chúng ta đã được nghe giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý trung ương thuyết giảng, giúp cho chúng ta hiểu rõ lời dạy cao siêu và thực tế, mang đến cái phước lợi cho mình, cho nhân loại chúng sanh. Đúng hiến chương và định hướng hoạt động đạo sự của ban trị sự trung ương là vì đạo pháp, vì dân tộc. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay được thành công tốt đẹp. Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách và các đặc ban trong ban tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý và đồng đạo đến dự buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Chúng tôi xin cầu chúc quý vị quan khách dồi dào sức khỏe, cầu chúc quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên thành. Đến đây, chúng tôi xin tuyên bố bế mạc buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo chương trình là đến phần nghi thức tôn giáo bế mạc. Vậy chúng tôi xin kính mời tất cả quý đồng đạo hãy đứng lên hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo bế mạc. Và một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật. Kính. Thôi, kính lễ Đức Thầy. Kính. Thôi, dạ thưa xong, buổi thuyết giảng đến đây đã viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nhìn trời đỏ niệm Di Đà, nguyện giải
Mô A Di Đà Phật. Kính mời chư vị chắp tay hai tròn tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô